Hồi 13, các phương thức làm ăn cũ và các thủ lĩnh lão thành cuối cùng đã hết và Charlie Lucky Luciano cuối cùng đã lên ngôi chúa tể. Salvatore Maranzano khi chết đi cũng đã được hưởng các nghi thức tương xứng với ngôi thứ của lão Luciano đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc này đám ma của Maranzano gồm cả một đoàn xe du lịch bóng lộn chở đầy hoa. Cũng có người khóc, cũng có điếu văn, khi Maranzano đã ngủ yên mà đẹp. Luciano thông báo cho mọi người biết là tất cả những quy định độc đoán của lão cũng đã chôn vùi dưới đất. Thời kỳ chuyên chế tuyệt đối của một cá nhân đã chấm dứt và thay vào đó sẽ tổ chức một chính phủ hợp hiến tôn trọng quyền lợi của các nhóm khác nhau. Luciano chủ trương không phân biệt đối xử với bất cứ ai và mọi nhóm sẽ được đối xử bình đẳng như những đồng minh. Dựa vào những kinh nghiệm bản thân hơn 10 năm qua, Luciano biết rằng gây sợ hãi và dọa nạt không phải là những biện pháp tốt có thể giúp anh đứng vững trên vị trí tối cao. Masurier và Maranzano trước đây cũng như anh ngày nay không thể nào dùng bạo lực để khuất phục những người như Proface, Bernano, Mangano, Scalise, Galliano, Capone và các chiến hữu khác là những người đã ủng hộ anh, tôn trọng anh và họ muốn anh cũng ủng hộ và tôn trọng họ. Anh Linh cảm thấy rằng nếu anh từ chối không nhận danh nghĩa thủ lĩnh tối cao thì không chóng thì chảy anh sẽ đạt vị trí đó trên thực tế. Đó là một phong cách có vẻ mâu thuẫn của những người gốc Sicily và ý mà anh biết rất rõ. Cố mòi lên quyền lãnh đạo nhưng lại từ chối danh nghĩa thủ lĩnh tuyệt đối. Đã từ lâu tôi nhận ra rằng anh chàng do Thái Mai Erlansky hiểu tâm lý người ý hơn cả tôi. Vì vậy tôi cử y làm cố vấn, thảo luận với y cách điều hành công việc thế nào cho tốt và biến các chủ trương của tôi thành chủ trương của các loại tù lĩnh không muốn sống theo mệnh lệnh của một bậc bề trên nào khác tôi thường nói với lansky rằng mặc dù anh do một người đàn bà do thái đẻ ra nhưng chắn chắn anh do một vú em người sicily nuôi nấng luciano nhận được thư điện và những lời nhắn từ khắp nơi trong nước gửi đến bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của anh chống maranzano đồng thời thăm dò những ý đồ tương lai của anh tôi quyết định không mắc vào sai lầm của maranzano trước Tôi không gọi bất cứ ai đến gặp tôi mà chính tôi thân hành đến gặp họ. Một vài tuần sau, chúng tôi có một cuộc họp ở Chicago và An Capone đứng ra tổ chức dưới hình thức một buổi tiệc chào mừng tôi. Mặc dù đang dính vào một vụ án về trốn thuế, An Capone đã tỏ ra một chủ nhà hào phóng. Y đã mời các thủ lĩnh thế giới ngầm toàn nước Mỹ đến dự, trong đó có một số người lần đầu tiên gặp mặt Luciano. Mục đích chính của cuộc họp thực sự là một buổi lễ đăng quang của Luciano theo đúng tục lệ thành phần tham dự lần này không phải chỉ gồm những người Sicily, người Ý mà có cả người Do Thái như Lansky, Sicho, Dalit, Rosen, Datsut, Abe Reller và có cả những người Iceland. Capone thuê toàn bộ khách sạn Congress và một phần khách sạn Blackstone. Có dư luận là An Capone kiểm soát phần lớn cổ phần hai khách sạn này. Các đoàn đại biểu của các thành phố và các nhóm đều được dành mỗi đoàn một tầng riêng. Trưởng đoàn có các phòng đặc biệt các thủ hạ của Al Capone và các bạn bè của Y trong lực lượng cảnh sát ở Chicago được huy động làm hàng rào bảo vệ hai khách sạn để ngăn chặn những kẻ lò mò. Lucia được báo cáo về tình hình chuẩn bị của hội nghị và tình tình an ninh trên các đường phố ở Chicago. Sau này anh thú nhận, đi bộ một mình trên đường phố Chicago chẳng an toàn chút nào. Trong buổi chiều đầu tiên của cuộc họp, Luciano có một loạt cuộc gặp riêng các thủ lĩnh. Tôi biết họ muốn trực tiếp nghe tôi nói chuyện, và phải nói chuyện riêng với nhau chứ không phải ở trong phòng họp lớn tôi trình bày với họ rằng thời kỳ bắn giết lẫn nhau đầy tai họa đã chấm dứt và từ nay công việc làm ăn của các thành phố và các nhóm có thể giữ tính độc lập của mình nhưng cần có một tổ chức có tính chất toàn quốc để hỗ trợ cho nhau và cùng nhau làm ăn tôi nói với họ là công việc làm ăn của mọi nhóm cần được tiến triển một cách êm thấm chứ không phải cứ hai phút lại có vụ bắn nhau và thường xuyên có người chết chỉ vì họ thuộc một nhóm đối địch nếu không chấm dứt tình trạng ấy thì chúng ta không làm ăn được. Masseria và Maranzano là những kẻ thù thực sự của chúng ta, chứ không phải luật pháp. Chúng ta có thể nắm luật pháp và chúng ta đang làm điều đó. Còn đối với những kẻ điên rồ, chúng ta không thể nào nắm được. đã từ lâu trong đầu óc của Luciano đã hình thành dần dần những khái niệm cơ bản về tổ chức công đoàn tội ác tương lai, và những khái niệm đó đã được anh trình bày trong hội nghị này. Mỗi nhóm địa phương và khu vực sẽ được hưởng quyền tự trị tương đối rộng rãi trong khu vực ảnh hưởng của mình. Ở cấp trung ương sẽ thành lập một ủy ban toàn quốc đại loại như ban giám đốc của một công ty hợp pháp lớn. Ủy ban này sẽ vạch ra những chủ trương lớn của thế giới ngầm. Thủ lĩnh của những nhóm mạnh nhất sẽ tham gia ủy ban này với tư cách bình đẳng. Mặc dù Luciano sẽ trở thành chủ tịch, nhưng lá phiếu và tiếng nói của anh cũng sẽ bình đẳng như mọi thành viên khác. Mặc dù trong các buổi nói chuyện và tiếp xúc Luciano nói rất nhiều về việc anh không muốn nhận cái chức tước lỗi thời, ông chủ của ông chủ, Capo Gittati Capi, vẫn có rất nhiều người nhất là những người gốc Ý và Sicily không thể nào hiểu được điều đó. Đối với họ, điều này, Mỹ quá. Trong một lúc giải lao vào buổi chiều, Lansky kéo riêng Luciano ra một nơi và nói với anh một cách lo lắng. Tôi cảm thấy có điều này và sửa nó kịp thời trước đêm nay thì có thể mọi việc hỏng hết đối với nhiều đại biểu, họ chưa thể từ bỏ cái phong cách cũ một cách nhanh chóng như vậy. Anh phải tìm cách giải thích cho họ, thế nào cho ngọt ngào và ho có thể nghe ra được, cần phải đặt một cái tên cho chức vụ mới. Và lại, có công việc làm ăn à nào, có công ty nào không mang một cái tên nào đó. Người ta không thể không tham gia một tổ chức nếu như tổ chức đó không có tên. Luciano càng suy nghĩ, anh càng thấy đồng ý với ý kiến của Lansky nhưng phải là một cái tên đơn giản đồng thời có ý nghĩa thực sự. Lansky nói, đúng như vậy và tôi đã nghĩ anh sẽ lấy cái tên, hội liên hiệp những người Sicily. Luciano cười độc và nói, cái từ ấy qua cũ kỹ rồi. Bây giờ chúng ta đang vắt bỏ những lề thói cũ tại sao lại lấy một cái tên như vậy? Charlie, anh chưa hiểu ra. Còn có rất nhiều người chưa có thể từ bỏ ngay lề thói cũ. Nếu mọi người tham gia cái tổ chức mang tên Sicily này, thì mọi cuộc báo thủ báo oán mới có thể chấm dứt ngay được. Đơn giản như vậy đấy. Chính anh vẫn thường nói rằng muốn hiểu một người Sicily thì anh phải thấu hiểu được những người ấy suy nghĩ. Luciano đành chịu thua trước cái logic của Lansky. Lập tức anh bắt đầu vận động để mọi người chấp nhận cái tên Hội Liên Hiệp Những Người Sicily. Coi đó là cái tên chính thức của tổ chức những điều người ấy suy nghĩ. Tối hôm đó, An Capone lại mở một bữa tiệc thịnh soạn. Luciano ngồi bên anh ở đầu bàn. Mặc dù những lời lẽ khéo léo và tế nhị của Luciano rõ ràng là đại đa số những người có mặt đều muốn có dịp để bày tỏ sự phục tùng đối với vị chúa tể mới theo đúng cung cách họ đã áp dụng với vị chúa tể từ trần. Họ lần lượt đưa cho Luciano những phong bì đầy tiền gọi đó là phần chiều cống của họ. Luciano lần lượt từ chối, tôi không cần tiền, tôi cũng có khá nhiều tiền, hơn nữa, tại sao các anh lại nộp tiền cho tôi? nếu như chúng ta đều bình đẳng như nhau, mọi người trở về chỗ, không giấu được vẻ ngạc nhiên. An Capone rất bực mình và quay lại nói với Luciano, anh hãy bỏ cái trò ngốc như lửa ấy đi. Có thể anh có lý khi muốn pha vỡ các lề thói cũ kỹ lỗi thời, nhưng tại sao anh lại phá bỏ một truyền thống như thế này? Tôi đã nói với anh là tôi có thừa tiền, điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Đó không phải là vấn đề, mọi người đều đã quen cống tiền cho bề trên tại sao anh lại bỏ một điều hay ho như vậy? Chính đó là lý do, tập quán đó không hay, nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy rằng tôi là ông chủ và đó là điều tôi không muốn. Từ nay, tôi sẽ không chấp nhận mọi thứ biếu xén, chiều cống và bất cứ một hình thức trá hình nào khác. Về sau, Luciano có phần áy náy, tôi đã làm cho An rất bực mình. Mặt anh ta tái xám hẳn đi và chắc chắn không phải vì anh ta quá chén. Tiếp đó, Luciano công bố một loạt các điều lệnh khác. Anh nói rằng, trong quá khứ, các ông chủ quá nhiều quyền hành trong khi đó các chiến hữu bình thường thì không có quyền nào, thậm chí họ không có quyền thảo luận một quyết định họ biết là sai trái. Anh đề nghị thành lập một ban để giải quyết những bất đồng giữa các ông chủ cũng như giữa các chiến hữu, một loạt tiểu ban để mọi cấp có thể đề đạt kháng nghị của mình. Tiểu ban, cố vấn, này có nhiều nhiệm vụ đồng thời nó là tiếng nói của những chiến hữu bình thường trước tòa đồng thời cũng là những người trung gian mà không ai trả thù. Khi từ giã Chicago trở về New York, Charlie Lucky Luciano đã hoàn thành giấc mơ của mình. Anh đã tổ chức lại thế giới tội ác trong toàn nước Mỹ và cuối cùng anh đã đứng ở vị trí tối cao một cách vững chắc không một ai có thể tranh chấp với anh. Hồi 14, bây giờ các báo chí và các nhà bình luận thường gọi anh là ông chủ, gọi bạn bè anh là những hội viên hoặc thủ hạ họ vẫn tiếp tục gọi anh là charlie hoặc charlie lucky mặc dù anh là ông chủ còn anh thì vẫn nói mọi người rằng anh chẳng phải là ông chủ của ai ngoài nhóm của anh và trong hội liên hiệp những người sicily vị trí của anh chỉ ngang với những người sicily khác dù anh có giải thích thế nào chăng nữa sau cuộc hội nghị ở chicago trong thế giới ngầm người ta bắt đầu nói với nhau đó là ý muốn của charlie lucky hoặc charlie lucky đã nói như vậy và nếu Charlie Lucky đã muốn thì điều đó phải được chấp hành lập tức và triệt đề. Dấu hiệu duy nhất của sự thay đổi đó là việc anh đổi chỗ ở, anh quyết định thuê một căn ở khách sạn ST. Moritz, nhưng khi Walter Winchell biết việc này, hắn nói với ban quản trị khách sạn là nếu họ để cho Luciano đến ở thì hắn sẽ bỏ đi nơi khác. Và hắn dọa sẽ viết bài trên báo Daily Mirror tố cáo khách sạn ST. Moritz đã biến thành xào huyệt của gangster. Thế là khách sạn ST, Moritz từ chối không nhận Luciano. Có điều thú vị là Winchell ở tại khách sạn này mà không phải trả tiền. Hắn đã được căn phòng này sau khi đánh đổi lấy một bài báo giới thiệu khách sạn ST, Moritz trên tờ báo của hắn. Ấy thế mà hắn nói tôi là lũ trộm cướp. Tôi rời đến ở trong một căn phòng đẹp ở khách sạn Waldorf Tower. Tôi thích đứng ngắm dân chúng dạo chơi ở công viên và những đàn ngỗng bơi lặn trên hồ. One Dock Tower là một trong những khách sạn sang nhất ở New York. Frank Costello cũng đã sống một thời gian khá lâu ở đây. Khách sạn này đã trở thành nơi cư trú của Costello mặc dù anh ta đã có một căn nhà khách ở Central Park West. Buổi sáng nào cũng vậy, anh đến hiệu cắt tóc của khách sạn One Dog để cạo râu, tắm, tẩm quất, cắt móng tay và nói chuyện với bạn bè quen biết. Mặt Costello trơn bóng như mông đít một thằng bé con. Và tôi cũng chẳng hiểu được làm sao anh có đủ móng tay để cắt liền 6 ngày trong một tuần. Theo ý tiêu ích, Frank không khôn ngoan, riêng tôi, không bao giờ để cho một anh thợ cao vung tay trước mặt tôi như vậy. Từ hiệu cắt tóc, Costello thường đến ăn trưa ở Peacock Alley. Tại đây anh có một cái bàn riêng ở một góc phòng. Những cuộc gặp gỡ của anh với bạn bè trong giới cảnh sát hoặc kinh doanh cũng thường diễn ra ở đấy. Làm như vậy có vẻ công khai, hợp pháp và tránh sự tò mò ở khách sạn Wandorf, Luciano đăng ký dưới cái tên Jack Ross. Vào các thời kỳ kinh tế suy thoái này, có được một người khách sẵn tiền như vậy không phải là dễ. Vì vậy, an quản trị khách sạn cũng không quan tâm hỏi kỹ vị khách hàng của mình là ai. Trong khi các khách hàng khác trả tiền từng tháng một, thì Luciano trả tiền thuê cả một năm liền, tính ra 800 đô la một tháng tiền mặt cho một căn hộ loại sang, gồm phòng khách, phòng ăn, bếp, phòng ngủ, phòng tắm phòng trang điểm, anh không hề phàn nàn một điều gì về công việc phục vụ và anh giao hoàn toàn cho ban quản trị khách sạn lo việc trang trí nội thất thế nào cho đẹp mắt và sang trọng là được. Quan hệ giữa tôi và chủ khách sạn hết sức êm đẹp cho đến một hôm, một thủ hạ của tôi đến tìm tôi ở khách sạn. Thằng ngốc này không biết số phòng của tôi, vì vậy hắn hỏi người làm việc ở chỗ tiếp khách. Hắn không hỏi phòng của ông Jack Ross mà nói toạc tên tôi là Charlie Lucky. Chiều hôm đó một người phục vụ khách sạn lên gặp tôi. Hắn nói cho tôi biết nhiều khách láng giềng của tôi phàn nàn với ban quản trị về việc để cho một tên gangster nổi tiếng ở khách sạn. Tôi biết là ban quản trị khách sạn không thể nào tống cổ tôi. Tiền thuê phòng tôi vẫn trả đều đặn và số tiền này lớn hơn tiền thuê nhà của nhiều vị khách cộng lại. Tôi nghĩ rằng, cần phải đấm mõm cho chúng. Tôi chẳng cần hỏi người phục vụ khách sạn muốn bao nhiêu. Tôi rút ra hai tờ xét. Từ đó, Tôi biếu hắn mỗi tháng 200 đô la, nên tôi không gặp khó khăn gì khác, và vài năm sau chính tên bồi phòng này có lần giúp tôi một việc quan trọng. Địa điểm ở Tower rất thích hợp với công việc của Luciano. Lối ra vào hẹp từ đường số 15 phía đông công viên đã trở thành lối ra vào riêng kín đáo của anh, khác hẳn với cái cổng đồ sộ và tầng dưới lộng lẫy, đông người của khách sạn liền bên. Từ văn phòng của anh, suốt 24 tiếng đồng hồ. Có người thường trực tiếp khách và trước khi bước vào thang máy lên phòng, mọi người phải báo danh. Luciano được phép lái xe thẳng vào trong gara và dùng một thang máy riêng. Khoảng cuối năm 1931, cuộc sống của Luciano đã trở nên bình thường như mọi người khác. Anh là người hay đi đêm và vì vậy anh thường ngủ dậy rất muộn, thường là giữa trưa. Anh chỉ bắt đầu tiếp khách và bàn công việc sau khi đã ăn xong bữa cơm sáng vừa là cơm trưa. Adonis nice và những người thân cận như Genovis Costello, Lansky, Torrio, Lucis thường xuyên đến gặp anh. Sau khi Maranzano chết đi, quan hệ giữa Lucis và Costello đã thành công khai. Có lần Tony Bender cũng đến gặp anh nhưng hắn không muốn cho mọi người biết việc này cho nên hắn dùng thang máy lên một tầng khác và từ đó cuốc bộ lên phòng Luciano. Willie Newman thỉnh thoảng cũng có đến và thảo luận với Luciano nhiều vấn đề. Cả hai đều cùng chung vốn trong rất nhiều món affaire họ chung nhau trong việc buôn rượu và gá bạc. Gilman chịu trách nhiệm về việc chuyên chở các máy móc thiết bị trong việc gá bạc. Hắn cũng là người chuyên trách những khách hàng khó tính hoặc chậm trả nợ. Thỉnh thoảng chúng tôi phải nhắc cho họ nhớ rằng họ quên chưa trả nợ chúng tôi và chúng tôi nhất quyết thu lại những số tiền đã ứng cho họ trong sòng bạc. Willy có biệt tài trong việc thuyết phục những con nợ này nhanh chóng. Khoảng đến chiều thì các công việc bàn xong nếu đó là mùa đua ngựa thì luciano ăn mặc chỉnh tề và ra trường đua ngồi vào chỗ dành riêng của mình nếu các trường đua đóng cửa và anh không phải đi florida và những nơi nào khác để dự đua ngựa anh thường ở nhà và gọi điện thoại cho polly adler bà ta là người phụ nữ duy nhất ở thành phố này mà tôi tin cậy nếu anh nói với bà ta hoặc các cô gái của bà một việc gì đấy anh có thể tin chắc được việc trong tất cả các ngành làm ăn nghề mại dâm là ngành duy nhất mà luciano biết đến chỉ mới tư cách là một khách hàng bất kỳ một ý kiến nào ám chỉ anh đồng thời cũng là ông chủ của nghề mại dâm đều làm anh tức giận tôi chẳng hề dính líu chút nào vào nghề này tôi không hề biết đến và cũng không hề nhận một xu nào từ nguồn này tất nhiên tôi biết rõ có việc đó nhưng thử hỏi có ai không biết nhưng tôi vẫn thường bảo việc mở các nhà chứa là việc thấp kém nhất của một con người có thể làm còn tệ hại hơn việc buôn thuốc phiện lậu đó là một trong những lý do khiến cho nhiều người không tin tưởng ăn capone và một số khác tỏ ra khinh miệt torio vì cả hai đều có dính vào cái nghề bẩn thỉu này cũng có thể một số thủ hạ của tôi cũng dính vào chuyện này nhưng tôi không thể ngăn cản được họ cũng như tôi không thể ngăn vito Genovis trong việc buôn ma túy tôi nói với họ đó là việc riêng của họ và tôi đếch cần biết đến vì nó không thuộc vào công việc làm ăn của tôi và tôi sẽ không bao giờ tham gia vào đó dù chỉ phải góp một xu nhỏ. Suốt đời tôi, tôi đã làm đủ việc nhưng không một đồng nào tôi làm ra có dính dáng đến nghề bán thân này. Luciano đỡ được Polly Adler và bọn con gái của bà ta bởi vì bà ta rất phản đối việc hôn nhân. Khi đã khá giả lên thì mọi người xung quanh tôi bắt đầu lấy vợ và lập gia đình. Dâu ở Donis mua nhà ở Jersey và cuối cùng đã có hai đứa con. Willy Moretti cũng tậu một ngôi nhà ở Jersey trông giống như một pháo đài và lập tổ ấm riêng của mình. Trên thực tế, trong số các chiến hữu của tôi, Frank Costello là người duy nhất không nhớ rằng có một đạo luật nước Ý đại loại nói rằng, mọi người phải lập gia đình và có nhiều con. Ấy thế mà bây giờ, nếu anh cộng tất cả số tiền mà Frank đã chi cho vợ hắn và sau này số tiền hắn đã vung ra cho một cô nhân tình, anh có thể suốt đời đi chơi vòng quanh thế giới trên một chiếc tàu riêng khi tôi thấy tình hình xảy ra qua các vụ cưới xin, tôi biết rằng không một chàng trai nào của tôi cảm thấy hạnh phúc cả vì họ không có thì giờ để lo liệu cho gia đình. Đó là lý do hồi bấy giờ tôi không nghĩ đến chuyện lấy vợ, vì tôi không có chút thì giờ chăm lo cho vợ tôi. Ngoài ra, tôi luôn luôn nghĩ sẽ có ngày nào đó tôi bị bắn gục. Tôi không muốn để lại một bà quá và bầy con kêu khóc bên mộ tôi. Vì vậy, khi nào tôi thấy cần thiết thì tôi thường gọi điện thoại cho gay Oclova hoặc Polly Adler. Có thể nói, Polly Adler là một trong những người đàn bà nổi tiếng nhất thời bấy giờ ở New York. Người đàn bà thấp lùn và to béo này là chủ một nhà chứa ở gần đại lộ số 5. Cảnh sát hầu như không quấy dày bà ta. Các cô gái của bà đều rất đẹp và khách hàng của bà thuộc đủ loại người nổi tiếng, không nổi tiếng và giàu có. Sau này, Polly Adler có lần nói với Luciano rằng anh ta là khách hàng được ưa chuộng nhất. Các cô gái được cử đến phục vụ anh ở khách sạn đều nhận xét rằng anh thuộc loại, cương. Tôi không bao giờ chịu ngủ với những cô gái gầy như que củi và xấu xí. Tôi thích những cô gái xinh xắn và thạo nghề, đó là loại mà Polly gửi đến phục vụ tôi, 16 ở túi ngực, đồ lót của anh toàn bằng lùa. Anh dùng giày đóng bằng tay và cứ vài tháng anh lại thay một loạt áo quần. Số áo quần cũ, tôi cho các tay chân của tôi hoặc cho bất kỳ người nào. Tôi không có cách nào khác là phải đem cho đi bởi vì ở khách sạn không thể đủ thùng rác. Với bộ cánh mới, Luciano trông giống như một ông chủ ngân hàng giàu có. Không có một tí gì để người ta có thể nhận ra ở anh ta là tên gangster nổi tiếng đã được màn bạc miêu tả. Anh thường hay ăn tối ở một hiệu ăn ý như hiệu Villanova ở đại lộ 45 West hoặc ở một hiệu ăn nhỏ chuyên những món đặc sản nước Ý ở khu Little Italy đường Minetta. Thỉnh thoảng anh gọi Jimmy Durante cùng đi, anh cũng thường gọi Lou Clayton, Phil Baker, Frank Fay, Bobby Clark, Edwin, Joe Cook cùng ăn với anh. Anh cũng thích cùng ăn với người hay pha trò. Anh lái xe đến đón họ, đưa đến khách sạn, Lutz, Costello, Anastasia. Lansky và một số người khác thường cũng đến khách sạn này ngồi cùng bàn với anh. Sau bữa cơm, họ lái xe đi Little Italy để ăn kem tráng miệng, các loại kem ý mà Luciano rất thích. Sau đó khách mời ra về còn Luciano và các chiến hữu thân cận đi lên phố để lo những công việc làm ăn lớn. Anh vẫn giữ một căn làm văn phòng ở khách sạn Claric để họp bàn những việc hết sức bí mật. Anh cũng thuê những nơi khác làm văn phòng trong đó có hai địa điểm thật sang trọng ở Broadway gần hiệu thuốc Moe Daco đường 21. Những địa điểm này rất thích hợp với thị hiếu của Luciano và nó ở gần những dạp chiếu bóng sang trọng nhất. Có nhiều lần, sau khi ăn xong chúng tôi họp nhau để bàn bạc công việc, nhưng tôi lại bí không biết giải quyết thế nào. Cách tốt nhất để trí óc minh mẫn hơn là kéo nhau đi xem phim. Khi thuê văn phòng đầu tiên, họ đã thảo luận nhiều là có nên để tên ở cửa không? Si Châu hỏi tôi, chúng ta để tên gì bây giờ? Costello trả lời, phòng vệ sinh, mọi người phá lên cười. Tôi cũng pha trò đề nghị đặt tên, phòng nữ. Cuối cùng tôi không treo biển, chỉ có một cái không trống và tôi giữ chìa khóa duy nhất của căn phòng. Không ai có thể vào đây khi tôi vắng mặt. Thường thường trong căn phòng này chỉ có một số ghế, một chiếc đi văng và một cái bàn. Chúng tôi không dạy gì mà để nhiều thứ ở đấy. Nếu cảnh sát có ập vào thì họ chỉ thấy một số chàng trai đang ngồi nói chuyện mà thôi. Chính ở văn phòng này, Luciano tiếp những người đến gặp anh. Thường thường là sau nửa đêm, họ đến để bàn đủ thứ việc và thường họ ngồi ở phòng đợi, chờ đến lượt mình. Khi có người gọi đến tên, họ mới được vào gặp ông chủ trong vài phút và ông chủ sẽ tán thành hoặc bác bỏ đề nghị của họ. Những thủ hạ phụ trách việc trả lương và kiểm tra thường đến đây báo cáo tình hình với anh. Họ được lệnh không được mang tiền trong người họ chỉ được báo cáo miệng và các con số về tình hình thu nhập đều phải đọc thuộc lòng tiền được cất giấu ở những nơi an toàn và có thể lấy ra ngay khi cần thiết khi tiếp bất cứ một ông nào trong bọn họ tôi đã biết rõ đến từng đô la tiền mà họ sẽ báo cáo và họ cũng biết rõ điều đó vì vậy nếu báo cáo của người nào không đúng với số tiền thực tế hoặc có những chỗ không rõ ràng lập tức họ phải báo cáo lại đầy đủ hơn tất nhiên cảnh sát cũng biết rõ về sự tồn tại của văn phòng này chính bản thân luciano báo cho họ biết để họ che chở nói cho cùng tôi chẳng có gì khác mọi công dân bình thường tôi có quyền được cảnh sát che chở khi có kẻ nào dọa tôi vâng 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 có thể tôi không phải là một công dân bình thường bởi vì các công dân bình thường thì đóng thuế còn tôi thì trả lương cho cảnh sát có những lần văn phòng này trở nên quá hẹp và quá công khai không thích hợp với một số cuộc họp của hội đồng thủ lĩnh trong trường hợp đó họ thuê một căn phòng riêng ở hiệu ăn đặc sản của Deb Miller Luciano chỉ cần gọi điện thoại báo cho Miller đóng cửa hiệu để họ cần địa điểm cho cuộc họp Miller lập tức treo bảng đóng cửa hiệu buông các màn tre bày biện một chiếc bàn dài dọn sẵn những món ăn mà Luciano thích những người dự họp sẽ tự phục vụ lấy họp xong họ ra bằng cửa sau và trước khi rời cửa hiệu Luciano không bao giờ quên rúi cho Miller một hai trăm đô la dần dần đã hình thành một cái lệ là đêm nào Luciano cũng đi một vòng qua các tiệm ăn, tiệm rượu, tiệm cà phê do anh cung cấp hàng và che chở. Luciano thường gọi đó là những cuộc vi hành nửa đêm, chẳng cuối cùng của những chuyến vi hành nửa đêm này thường dừng lại ở phòng xanh, đặc biệt trong cửa hiệu của Deb Miller. Anh thường dùng phòng này để bàn bạc công việc với những người thân tín nhất trong đó có Tommy Luchis. Phòng xanh cũng là nơi họ xả hơi vì hiệu ăn này thường mở cửa đến sáng và khách loại bự của giới kinh doanh, của xã hội, thế giới ngầm và khách du lịch cũng thường đến đây. Khoảng 1934, Tommy và tôi đang ngồi ăn ở hiệu ăn tại đây. Chúng tôi mệt mỏi đến mức không ai mở miệng nói một lời nào. Bỗng nhiên, có người đến gần chúng tôi, đó là đếp Rubino hắn là một nhạc trưởng đang nổi tiếng trong cả nước đồng thời hắn chơi đàn violin trong một chương trình phát thanh của Eddie Cantor. Hình như hắn có vay của Tommy 10.000 đô la để mua một cây đàn violin đắt tiền và đang còn nợ Tommy một nửa số tiền đó chưa trả. Tommy là loại người không chịu để cho ai trễ nợ. Mặc dù trong phòng hơi tối nhưng tôi thấy rõ mặt của Rubinov trắng nhợt đi khi hắn nói chuyện với Tommy. Lucis nói với hắn, này Ruby, bao giờ thì anh trả nợ? Câu chuyện đến đâu rồi? Rubinit đứng sững và bắt đầu run lẩy bẩy. Lucis nhắc lại, anh định bao giờ trả? Rubinov nói với giọng Nga đặc sệt Tommy, xin anh nghe tôi, mong anh thông cảm cho. Tôi đang rất túng, Lucis chộp lấy bàn tay trái của Rubinov và bắt đầu vuốt ve, nói, anh có một bàn tay thật đẹp, nhờ bàn tay này mà anh chơi nhạc rất hay. Bàn tay này giúp anh kiếm ra vô số tiền. Chắc chắn là này không muốn có chuyện gì xảy ra ở bàn tay xinh đẹp và quý giá này. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào run sợ như Rubinov. Có lẽ vì tôi quen biết Gay Oklova và bà ta là người Nga cho nên tôi cảm thấy thương hại lão nhạc sĩ nói giọng Nga đặc dệt này. Đôi mắt hắn nhìn Lucis với sự sợ hãi tưởng chừng như hắn sắp tắt thở. Vì vậy, tôi nói với Rubinov có đúng là anh nợ tiền ông Lucis không? Vâng, thưa ông Luciano, tôi có nợ tiền ông ta anh sẽ trả ông ta chứ vâng tôi nhất định sẽ trả vào ngay sáng mai xin các ông tin tôi lucis nhìn vào mặt rubinov không cần yêu cầu ông ta tin anh tôi không tin anh vì vậy anh hãy ra ngoài này với tôi một lát tôi biết ngay là tommy không đùa anh ta sẽ trừng trị rubinov anh ta sẽ không giết hắn cũng không hành hạ bàn tay phải của rubinov nhưng chắc chắn bàn tay trái thế nào cũng như từ vì vậy phải can thiệp ngay và ra lệnh cho Rubinov cút ngay cho khuất mắt. Sau khi đã bảo hắn, bằng mọi cách phải trả xong món nợ trước trưa ngày hôm sau. Trên thực tế, Rubinov đã van lại SD Cantor ứng trước cho y một số tiền, và đó là một thành tích kỳ lạ nhất trên thế giới đối với vùng Broadway này. Nhờ đó Rubinov trả nợ đúng hạn, sau khi rời phòng xanh, Luciano thường đi gặp Gay Oclova và sau đó trở về căn phòng của mình ở Wandorf. Cuối cùng, anh lên giường nằm dơ báo ra đọc rồi ngủ cho đến khi mặt trời đã lên cao trên khu Manhattan, một vương quốc nằm trong tay anh. Hồi 15, trong những tháng đầu năm 1932, cả nước chìm trong bầu không khí ảm đạm và tuyệt vọng. Cảnh hoảng loạn và suy thoái trong cơn sụp đô của phố Uôn năm 1929 nay càng diễn ra nghiêm trọng hơn. Số phận hàng triệu người trong xã hội Mỹ cũng như các chính khách đều bị tác động mạnh mẽ. Khắp nơi. Người ta đòi một sự thay đổi, mặc dầu vào khoảng giữa năm, Đảng Cộng hòa đã đề cử Herbert Clark Hoover ra ứng cử nhiệm kỳ thứ hai và vào Nhà Trắng, nhưng mọi người ủng hộ Hoover đều thấy rõ ông ta không thể tránh khỏi thất bại, bởi vì ông ta đã tỏ ra là một tổng thống không đủ năng lực để giải quyết cuộc khủng hoảng quốc gia và trong cuộc tuyển cử tháng 11, ông không thể nào giành được thắng lợi. Luciano và các chiến hữu của anh trong thế giới ngầm không bỏ qua điều này. Trong chừng mực nào đấy, điều đó giống như một canh bạc. Khi mọi việc trôi chảy, vận may đang lên, nhà cây liên tiếp phải trả tiền và con bạc đang trúng to thì hắn không để cho bất cứ một ai chạm vào con bài của hắn. Nhưng chỉ cần hắn thua một vài ván thì hắn sẵn sàng ném ngay bộ bài vào chuồng xí. Trong chính trị, đại loại cũng như vậy, Hoover và Đảng Cộng Hòa đúng là những con bài của kẻ thua bạc, vất bỏ họ đi là điều tất nhiên. Đầu năm 1932, Luciano Costello, Lansky và một số tù lĩnh cao cấp khác đã họp nhau ở khách sạn Claric để xem xét cuộc vận động bầu cử sắp đến họ nên tham gia vào như thế nào. Họ làm thế nào để gây ảnh hưởng tốt nhất đối với những người có khả năng trúng cử sau khi kiểm phiếu. Cũng như các chuyên gia chính trị, họ biết rõ ràng Đảng Dân Chủ sẽ cử một trong ba người sau đây ra ứng cử Tổng thống, John Nanganer bang Texas, hiện là phát ngôn viên của Hạ nghị viện, Al Smith, cựu thống đốc bang New York, và là ứng cử viên tổng thống đã thất bại 4 năm trước đây, đương kim thống đốc Governor Franklin Delano Roosevelt ở New York. Họ không hiểu gì nhiều về Garner, chỉ biết rằng y là người gốc miền Tây Nam xứ sở của cao bồi và thổ dân da đỏ, có nhiều mối quan hệ có thế lực ở Washington. Garner được William Randolph Hearst và cả hệ thống báo chí của y ủng hộ. Nhưng với những định kiến của dân thành thị miền Đông, họ cho rằng một ứng cử viên xuất thân từ vùng Tây Nam khó có khả năng thắng, họ đi đến kết luận, Đại hội Đảng dân chủ họp tháng 6 ở Chicago sẽ chọn giữa Smith và Roosevelt. Trước đây vẫn là hai người bạn thân nhưng nay đã trở thành gần như hai kẻ thù. Nếu như điều dự đoán này là đúng, họ tin tưởng rằng mình có thể trở thành một thế lực quan trọng trong Đại hội Đảng dân chủ sắp đến cũng như trong tòa nhà trắng sau này. Ann Smith được nhiều người trong đảng ủng hộ đặc biệt là những đảng viên người công giáo của thành phố New York và những đảng viên dân chủ trong bộ máy chính trị. Al Smith là một người đã từ cơ sở mà leo lên, y đã hoạt động lâu năm và tích cực cho đảng dân chủ. Nhiều lãnh tụ của đảng chịu ơn y, qua bao nhiêu năm hoạt động, y đã trở thành một con người được kính phục, hầu như một nhân vật thần thoại trong đảng. Trong nhiều vấn đề, ví dụ như vấn đề đòi hủy bỏ lệnh cấm rượu, y không bao giờ sai lầm và hiện nay đa số trong nước ủng hộ y. Dưới con mắt của các chuyên gia, yếu tố bảo đảm quan trọng nhất của An Smith là việc y theo đạo Thiên Chúa, mặc dù đây chính là yếu tố đã góp phần thất bại của y mấy năm trước. Những người ủng hộ An Smith hy vọng rằng bầu không khí của nạn suy thoái sẽ có lợi cho họ và họ đã hoạt động tích cực suốt nửa năm đầu 1932 nhằm giành lấy sự ủng hộ cho An Smith ở bất cứ ai và bất cứ nơi nào có thể một hôm có điện thoại từ philadelphia gọi đến phòng riêng của tôi ở walldog có tiếng người hỏi có phải ông luciano đó không tôi trả lời vâng nhưng ai gọi đấy tiếng cười đáp ông chờ cho một lát đức hồng y giáo chủ muốn nói chuyện với ông sau đó tôi đã nói chuyện điện thoại với hồng y giáo chủ ở philadelphia thật là câu chuyện khó ai tưởng tượng nổi ông ta nói với tôi rằng Tòa Thánh Vatican sẽ không phản đối nếu Hồng Y giáo chủ muốn làm một việc gì đấy trong cuộc vận động bầu cử. Và ông ta gọi điện thoại cho tôi để nhắc nhở tôi rằng, tôi đã có lần ủng hộ An Smith. Ông nói rõ, là ông muốn công chúng hiểu rằng An Smith không chỉ là một người công giáo mà còn là một con người vĩ đại. Tôi nói, thưa Hồng Y giáo chủ Dofferty, tôi cần giúp được gì, bởi vì tôi cũng là người công giáo tôi nghe đằng kia có tiếng cười và ông ta lại nói, như hình như con không phải là con chiên ngoan đạo, có đúng như vậy không con? Tôi trả lời, Hồng Y giáo chủ đã nói đúng, nhưng tôi hiểu ngài gọi tôi để làm gì, và tôi xin hứa, tôi sẽ ủng hộ An Smith. Đức Hồng Y giáo chủ cảm ơn tôi dối rít và ông ta càng nói thêm, người ta nói với tôi rằng, nơi con ở rất gần nhà thờ thánh ST, Patrick. Tại sao thỉnh thoảng con không đến đó một lát? Tôi trả lời, thưa Đức Hồng Y giáo chủ tôi xin giữ lời hứa ủng hộ An Smith, nhưng xin ngài đừng yêu cầu tôi đến ST, Patrick. Ở đằng kia ông ta bật cười và nói, con hãy cố nhận ra con đường của Chúa. Ta ban phước lành cho con, và ông ta dập máy. Câu chuyện với hồng y giáo chủ Dofferty chỉ làm cho Luciano càng thiên về An Smith, tuy anh vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ Roosevelt. Viên thống đốc New York hồi bấy giờ chưa nổi tiếng lắm. Thiên hạ chỉ biết rằng trong đại chiến thế giới thứ nhất, ông ta đã từng là đồng lý Bộ trưởng Bộ Hải quân của Wilson. Năm 1920 ông ta đã được Đảng Dân Chủ đưa ra ứng cử Tổng thống và đã thất bại thảm hại. Ông ta là người bị bệnh bại liệt nhưng sức khỏe đã hồi phục, đủ để đề cử An Smith trong đại hội năm 1921. Sau đó, chính ông ta đã ứng cử thống đốc. Suốt mùa xuân năm 1932, các nhân viên vận động bầu cử của Roosevelt đã đi khắp nước để tranh thủ sự ủng hộ cho ông ta làm thế nào để ngày đại hội đảng, Roosevelt phải giành được đa số. Nhưng điều đó chưa đủ, theo những nguyên tắc thời bấy giờ, ông ta phải giành được 2 phần 3 số phiếu ở Chicago mới giành được chức ứng cử viên tổng thống. Để đạt được tỷ lệ đó, không phải là chuyện tự nhiên. Ông ta cần được một sự ủng hộ vững chắc ở ngay bang New York của ông. Hay nói cho đúng hơn, ông ta cần sự ủng hộ của thành phố New York. Thành phố này hầu như nằm dưới sự kiểm soát của Tammany Hall và Al Smith đã có những cơ sở vững chắc ở đây. Roosevelt không thể nào nắm được số đại biểu nếu không liên kết được với Tammany. Nhưng vào năm 1932, những kẻ có ảnh hưởng đến với Tammany đều do tôi và Costello nắm. Đó chính là điều mà chúng tôi đang ủng hộ và tôi cũng có những cảm nghĩ khá đặc biệt với Roosevelt. Tất nhiên tôi thích Smith, và y là người tôi muốn sẽ trúng cử. Nhưng Smith ăn nói chẳng hay ho gì hơn tôi và tôi nghĩ rằng không thể có một kẻ nào ăn nói giống như một người xuất thân ở khu đông nghèo khổ như tôi lại có thể lọt được vào Nhà Trắng. Tôi cảm thấy rằng gió Evel có thể giành được thắng lợi. Tôi kính trọng ông ta bởi vì ông ta thuộc vào tầng lớp thượng lưu mà tôi đã làm quen ở nhiều nơi, từ Palm Beach cho đến Saratoga. Họ là những người có văn hóa. Tuy vậy, có một cái gì đấy làm tôi không tin Roosevelt. Tôi đã nói điều này với Costello, Lansky và họ cười tôi. Costello nói, anh Charlie à, anh đã đề cập đến một việc mà anh đéo hiểu tí nào cả. Tôi gần loại người này nhiều hơn anh, ngay bây giờ, tôi có thể nói với anh rằng Roosevelt Mott làm tổng thống đến mức sẵn sàng hôn đít anh trước mặt mọi người nếu điều đó có lợi cho hắn ta. Họ tin chắc rằng, thế nào Roosevelt cũng buộc phải cầu cạnh Tammany, và qua đó, cầu cạnh họ. Mỗi khi y tìm đến với họ, họ biết rõ họ sẽ đặt những điều kiện gì. Nạn tham nhũng ở thành phố New York dưới quyền của thị trưởng Jimmy Walker lan tràn đến mức không còn thể làm ngơ nữa. Viên tránh án Samuel Seabury, một đảng viên dân chủ có cỡ, trước đây đã có lần thất bại trong việc ứng cử chức thống đốc bang chỉ vì Tammany đã chống lại. Nay ông ta đã được ủy nhiệm tiến hành điều tra về nạn tham nhũng và những điều ông ta tiết lộ thường được đăng bằng những tít lớn trên báo. Bất kỳ một hoạt động nào của chúng tôi cũng đều được đăng lên các báo chí và rõ ràng lão con hoang Siberia lùng sục khá sâu. Hắn đang tiến hành điều tra về những mối quan hệ của chúng tôi với các viên chức tòa án, và hắn cũng đang tìm cách chứng minh rằng tôi, Costello, Datsov, Lev và một số nhà hoạt động chính trị cỡ bự có quan hệ với Tammany như Jimmy Walker hoặc giới cảnh sát hoặc dính dáng đến các nhân viên luật pháp. Tình thế ngày càng trở nên khó chịu. Nếu như không sớm tìm ra một cách nào đó để chặn miệng Siberi thì tình hình làm ăn của chúng tôi sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Hơn nữa, một số người trong bọn tôi như Sút, Vito Genovis, kể cả tôi, Frank và một số người khác sẽ bị lôi thôi to. Việc làm đầu tiên của chúng tôi là gom góp 2 triệu đô la tiền mặt để hối lộ cho Siberi để hắn đi nghỉ và như vậy tình hình sẽ lắng dịu đi. Nhưng lão con hoang này chẳng những đã lạnh lùng từ chối đề nghị của chúng tôi lại xuất hiện trên trang nhất của các báo chí. Người duy nhất có thể kiềm chế bớt Siberia là Roosevelt và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nắm chắc con chủ bài của chúng tôi. Đa số các đại biểu của chánh quyền New York sẽ dự đại hội Đảng dân chủ đã nằm trong túi chúng tôi, do đó chúng tôi có thể ngăn cản thắng lợi của ngài thống đốc ở ngay bang của mình điều đó sẽ đưa đến việc y không giành được chức ứng cử viên đảng Dân Chủ bởi vì một người đã thất bại ngay ở bang của mình thì số phận của y đã được định đoạt. Tuy nhiên, chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc kiên nhẫn ngồi chờ. Khoảng giữa tháng 5, Frank đang ngồi ở một hiệu ăn ở Peacock Alley thì có một gã dừng lại cạnh bàn anh ta không quá một phút, tưởng như là một sự tình cờ. Hắn là một luật sư có hạng rất thân cận với Roosevelt và nhà hắn ở khoảng đầu công viên taxi đâu. Từ trước đến nay hắn không hề có quan hệ gì với chúng tôi. Hắn chỉ nói với Frank rằng, hắn rất muốn được nói chuyện với Frank và tôi tại văn phòng của tôi vào khoảng 3 giờ chiều. Frank chỉ kịp gật đầu và lão luật sư đi thẳng, sau đó chúng tôi đã gặp nhau, nhìn ngoài cuộc có thể nghĩ rằng. Chúng tôi là ba nhà kinh doanh đang bàn chuyện làm ăn vì chúng tôi cứ thì thầm với nhau. Lão trạng sư nói với Frank, các anh chắc biết rằng ngài thống đốc đang vận động giành chức ứng cử viên tổng thống. Frank trả lời, vâng, tôi biết điều đó. Ngày nào tôi cũng đọc báo và các báo nói nhiều về chuyện này. Tôi nói tiếp theo, muốn trở thành Tổng thống, phải tốn khá nhiều tiền đấy. Nếu người của ông muốn giành được chức ứng cử viên Tổng thống và đây là một việc khá gay gâu ông ta sẽ cần khá nhiều tiền cho đủ thứ chi phí. Lão trạng sư tỏ ra không phải là thằng ngốc. Lão nói, chúng tôi đang thăm dò một số nhà hảo tâm cỡ lớn để xem họ có sẵn sàng đóng góp để ủng hộ chiến dịch tuyển cử của ngài thống đốc không frank trả lời chúng tôi chưa bao giờ quay lưng lại với những người bạn của chúng tôi nếu frank roosevelt muốn giành được chức ứng cử viên thì ông hãy trở lại đây gặp chúng tôi cánh cửa của chúng tôi luôn luôn rộng mở cái lối nói chuyện quanh co về tiền bạc như vậy là tôi rất bực mình vì vậy tôi nói thẳng chúng ta cần thẳng thắn với nhau Roosevelt có một tay chân tên là Seabury và hắn đang gây rắc rối cho nhiều người trong thành phố này. Việc này cần phải được chấm dứt, tiền trao thì cháo múc, chắc ông hiểu tôi muốn nói gì. Tôi muốn thấy một vài dấu hiệu thiện trí ngay lập tức. Thế là thỏa thuận, chúng tôi bắt tay nhau thật chặt, mỉm cười với nhau, vỗ vỗ vào lưng nhau và lão chạm sư đi ra. Tôi quay lại phía Frank, chưa kịp nói gì thì anh ta đã nói, Charlie, anh là một chính trị gia kỳ tài nếu anh mà vào tù thì đó là điều tai hại. tôi có thể làm cho anh trở thành thống đốc. tôi nghĩ rằng kế hoạch của anh thật là hoàn hảo và thế nào cũng sẽ có kết quả. nhưng dù anh nghĩ thế nào tùy anh, chúng ta đang dự một cuộc đua chỉ có hai con ngựa và chúng ta ủng hộ cả hai. như vậy chúng ta thua thế nào được? thế là ta Ni hô phản đối. Jimmy hai thì ủng hộ Roosevelt và tuyên bố hắn sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu bang New York đi Chicago. Còn Albert Marinelli thì tuyên bố ủng hộ Al Smith và nói rằng đa số đoàn đại biểu của thành phố New York kiên quyết ủng hộ tên cựu thống đốc này. Từ Albany, thống đốc Roosevelt đã có một lời tuyên bố rất có ý nghĩa đối với Luciano và Costello. Ông ta hùng hồn lên án tình trạng tội ác thối nát và hối lộ. Sau đó, với những lời lẽ thận trọng hơn, ông ta nói rằng ông ta rất hoan nghênh những cố gắng của Siberia và công cuộc điều tra của hắn, nhưng ông ta đi đến kết luận rằng ekip này hoạt động chưa đủ hiệu lực trong những vụ án dính dáng đến thị trường Mayor Walker, Tammany và một số đầu sỏ như hai để có thể đi đến một hành động. Khi lời tuyên bố này được đăng trên báo chí, Costello chạy đến gặp tôi mặt mày hớn hở. Anh nói với tôi, anh thấy tôi nói có đúng không? Hắn ta muốn trở thành tổng thông đến mức hắn ta chịu các điều kiện của chúng ta. Tôi đã nói với anh hắn có thể bán mọi thứ, có thể thỏa hiệp bất cứ vấn đề gì, miễn là trở thành tổng thống rõ ràng là costello phấn khởi hơn tôi nhiều khi nghe tin này tôi chỉ nói việc này có vẻ tốt đấy sự dè dặt của luciano làm cho costello rất ngạc nhiên hắn hỏi có chuyện gì thế bây giờ chúng ta có thể biết chắc chắn là chúng ta không thể thua trong cuộc đua ngựa này bất kể con ngựa nào thắng chúng ta cũng phất khi siberia không còn là một vật cản trên đường chúng ta đi nữa mọi việc trở lại bình thường tôi không hiểu thái độ của anh charlie ạ à. tôi trả lời Frank, chính tôi cũng chẳng hiểu ra sao nữa. Tôi chỉ có một cảm giác, chính tôi cũng không hiểu nên giải thích thế nào đấy. Anh biết đấy, Ann Smith là loại người gần với chúng ta hơn. Mỗi khi anh đã bắt tay với hắn, anh biết rằng anh chẳng cần luật sư chứng kiến. Còn Roosevelt thì, tất cả bọn thuộc loại thượng lưu mà tôi đã làm quen và cùng chơi khúc côn cầu ở khắp nơi, từ Connecticut cho đến Westchester, anh có biết là chúng nghĩ gì về chúng ta không? Freya, không biết anh có hiểu được rằng sau lưng chúng ta chúng coi chúng ta chỉ là đồ rác rưởi anh có thấy điều đó không anh cứ nói thực với tôi costello đi quanh phòng trước khi trả lời anh thong thả nói không và có không vì tôi cảm thấy không thoải mái có vì tôi căm thù bọn chó đẻ này vì chúng nó đã sinh ra trong những tiện nghi không phải do chúng nó làm ra mà người ta làm cho chúng vì vậy tôi đồng ý với anh nhưng tôi muốn nói với anh một điều Charlie à, những tình cảm cá nhân của chúng ta đối với chúng chẳng có nghĩa lý gì. Vì vậy, tôi đề nghị tôi sẽ nắm hai còn anh thì kiểm soát Marinelli và chúng ta cùng tiến lên. Đó mới là điều quan trọng, nhưng khi Luciano và Costello thảo luận với Lansky thì lại nảy thêm một ý kiến mới. Lansky nói, nếu như hai lão này cản đường nhau và một thằng cha căng chú kết nào đấy bỗng nhiên xuất hiện thì các anh tính sao? Tại sao chúng ta không phòng ngừa khả năng này? Lansky không chờ hai người trả lời, nói tiếp luôn, đây là một vấn đề thời gian và là vấn đề chiến lược. Chúng ta sẽ không ủng hộ một ai cho đến phút cuối cùng khi số chúng ta biết chắc chắn sẽ đưa đến tỷ số 2 phần 3. Chỉ có hành động như vậy chúng ta mới nắm chắc được thắng lợi. Tại đại hội Chicago, chúng tôi đã hành động theo phương châm đó. Lucia Hugg và Lansky cùng đi với đoàn đại biểu thành phố New York. Họ thường xuyên bám sát các lãnh tụ của đoàn này. Luciano thuê hẳn 6 phòng loại thượng hạng ở khách sạn Drake cho riêng anh, bạn bè, và Albert Marinelli một thủ lĩnh của Tammany và là người ủng hộ Al Smith. Đi đâu họ cũng cặp kè với nhau, ở đầu khách sạn, Costello cũng thuê liền mấy phòng cũng sang trọng không kém dành riêng cho anh ta, bạn bè và Jimmy hai cũng là một thủ lĩnh của Tammany nhưng lại là người ủng hộ Roosevelt. Ở giữa, Lansky cũng thuê một phòng đặc biệt, sẵn sàng đứng ra làm trung gian giữa các phe phái trong đảng Dân Chủ. Lansky luôn luôn cặp kè với Longy Zuman, đi sát các đại biểu của khu Nassau thuộc bang New York, cũng như đoàn đại biểu của Bắc New Jersey. Không khí ở Chicago hạ tuần tháng 6 giống như một ngày năm mới đêm giao thừa, hoặc đêm trước ngày thông qua đạo luật hủy bỏ lệnh cấm rượu. Tuy không công khai đề cập đến các đạo luật bổ sốt thứ 18, nhưng các đại biểu dân chủ đã bắt đầu ăn mừng thắng lợi ngay cả khi họ chưa chọn xong ứng cử viên tổng thống. Người của Al Capone mở các quầy rượu công khai bán rượu mảnh cho các đại biểu. Sáu tuần trước đây Al Capone đã vào tù về tội trốn thuế. Trong các phòng tiếp khách của Luciano và Costello, khách đến thăm bất kể ngày đêm đều được tha hồ uống rượu mà không phải trả tiền. Mỗi phòng khách như vậy đều có một quầy rượu làm việc suốt ngày và một bàn ăn thịnh soạn không bao giờ vơi vì luôn luôn có những người tiếp chúng tôi mời họ uống những loại rượu whisky ngon nhất thế giới, họ muốn loại nào cũng có. Nhưng chúng tôi chẳng tốn kém gì cả, An Gapert thì đang ngồi tù, các thủ hạ như Jack Gassick, Tony Accardo và Charlie Fischetti cung cấp cho chúng tôi. Cần bao nhiêu rượu, có bấy nhiêu và không lấy tiền. Phần lớn số rượu ở quán của Lansky và Costello đã chảy vào cuống họng nhà chính khách bang Louisiana tên là Huay Long, biệt hiệu là Cá Chúa. Ông ta đến đây chính ra không phải để hưởng lòng mến khách của Lansky và Costello. Giữa các tuần rượu, ông ta còn đủ tỉnh táo để tìm cách làm giàu cho bang của ông ta và thêm tiền cho canh bạc của bản thân mình. Long đã có một cuộc họp riêng với Luciano, Costello, Lansky và Moe Dalit người Cleveland. Hai bên đã thỏa thuận là ở vùng Louisiana và vùng New Orleans sẽ tạo những điều kiện thuận lợi cho Luciano để mở những sòng bạc lớn, đặt các máy đánh bạc và Luciano đã giao việc này cho Phil Castel bạn thân của Ano Rothschild cũng như của Costello. Phil không phải là tay non trẻ gì nhưng hắn có một cái gì đấy làm chúng tôi nghĩ rằng hắn cũng chưa phải là người chín chắn lắm. Sau khi Ano Rothschild bị giết năm 1928, hắn thường chạy đi chạy lại giữa tôi, Costello, Adonis. Thật ra chúng tôi không biết nhiều về Huê Long, chỉ biết rằng hắn là một tay rượu chè và hắn đang kiểm soát bang của hắn với một bàn tay sắt. Chỉ riêng điều đó, đối với tôi cũng đã tốt lắm rồi. Trừ trường hợp có điều gì rủi ro xảy ra đối với hắn, chỉ riêng công việc làm ăn ở thành phố New Orleans cũng đã có thể đem lại cho chúng tôi hàng triệu đồng. Sau khi chúng tôi đã thỏa hiệp với nhau ở Chicago, chúng tôi bắt đầu hành động ngay. Lòng mở rộng cửa bang của hắn cho chúng tôi và nhờ đó chúng tôi xâm nhập vào khắp nơi ở khách sạn roosevelt chúng tôi mở một sòng bạc do một tay chân đáng tin cậy của meyer lansky tên là simo vai điều khiển từ khách sạn này phil castell điều hành mọi việc cho đến khi long bị ám sát hai năm sau đó hắn cũng đã được chia phần gần 3 triệu đô la có thể nói chúng tôi đã dùng vàng để mua hắn nhưng như tôi đã từng nói với lansky ở đại hội chicago đối với chúng tôi hắn đáng giá như bạch kim nguyên chất Việc móc ngoặc với lòng chỉ là một trong nhiều kết quả khác mà chúng tôi đã đạt được ngoài hành lang của Đại hội Chicago. Trọng tâm chú ý của chúng tôi là nhằm tập họp các đại biểu. Chúng tôi chờ cho đến phút cuối cùng, cả Roosevelt và Smith đều biết rằng chúng tôi kiểm soát phần lớn các đại biểu của đoàn New York. Không có sự ủng hộ của các đại biểu này, Smith không thể nào có cơ hội thành công. Còn Roosevelt thì chúng tôi cho rằng nếu lão ta không được sự ủng hộ của các đại biểu bang New York mà hắn ta đang làm thống đốc thì có thể hắn ta bị bác bỏ và bị thay thế bằng một nhân vật khác. Tuy nhiên, anh có thể đánh hơi thấy rằng không khí của đại hội nghiêng về phía có lợi cho Roosevelt. Và chỉ còn thiếu một sự kích thích nào đó là có thể làm cho hắn nắm phần thắng. Tôi đã bàn chuyện này với Marinelli và hắn đã đồng ý với tôi là chọn con đường có lợi nhất. Thậm chí làm cho đa số đại hội ủng hộ Roosevelt. Trước tình hình đang diễn biến chúng tôi quyết định sẽ hành động. Dù cho đó là ủng hộ Roosevelt hoặc bất cứ kẻ nào mà chúng tôi chưa biết tên. Frank, Meyer và tôi đã họp riêng với một số người như Curly ở Boston, Pendergast người Kansas, Huey Long và một số khác nữa. Khi phanh báo tin là Roosevelt có thể từ bỏ cam kết việc ngăn chặn điều tra của Siberia thì đã nắm chắc thắng lợi. Sau khi chúng tôi đã quyết định thái độ. Chúng tôi thấy cần phải thông báo cho Ann Smith biết. Nhưng sẽ giao cho ai nói chuyện với hắn. Marie Lilly là người thích hợp nhất, nhưng anh ta không chịu thông báo cái tin không hay ho này cho người mà anh ta ủng hộ. Chỉ còn Luciano có thể làm được việc này, và họ quyết định, những chuyện như thế này, phải nói mặt đối mặt với nhau. Đó là một nguyên tắc trong hành động của chúng tôi. Ann Smith được coi như một thủ lĩnh và trên phương diện nào đấy tôi và Frank đã giết y và như vậy, thì phải mặt đối mặt. Chiều tối hôm đó, Luciano đến phòng của Smith ở khách sạn Drake. Tôi nói với y là chúng tôi cho rằng, hay nói cho đúng hơn là tin chắc rằng Roosevelt sẽ thắng và không còn cách nào để chặn y lại. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đành phải dồn phiếu cho Roosevelt. Tất nhiên Smith tìm cách thuyết phục tôi thay đổi ý kiến để làm cho số đại biểu tích cực ủng hộ y. Tôi buộc phải nói thẳng, điều này đã được quyết định và không thể thay đổi được. Smith không phải là thằng ngốc y hỏi thẳng tôi cái giá của sự thay đổi đó. tôi cũng đã nói thật với y. tôi nói, roosevelt hứa sẽ bịt mắt siberia lại và chắc chắn smith đã biết điều này qua lời tuyên bố của roosevelt trong mùa xuân vừa rồi. tôi có nói là chúng tôi tin ở roosevelt sau lời tuyên bố đó. một điều xảy ra làm tôi hết sức xúc động. al smith nhà chính khách nổi tiếng, một con người đầy nghị lực, đã lớn lên như tôi trên các đường phố new york đã khóc hòa lên. Tôi chưa hề thấy một người nào khóc như vậy. Y đi quanh phòng, hai tay ôm lấy đầu và nói với tôi, Charlie, anh điên mất rồi. Tôi có thể giết chết Siberry nếu anh muốn tôi làm điều đó. Nhưng bây giờ thì đã quá chậm rồi, Ann Smith cũng biết như vậy mà tôi cũng biết như vậy. Khi tôi định ra về, thì Smith bước đến bên tôi và đặt tay lên vai tôi. Y không còn khóc nữa, bình tĩnh trở lại với tư thế của nhà, hiệp sĩ may mắn, như mọi người thường gọi Y điều y nói với tôi đã làm tôi lạnh người. Máu trong người như động lại, An Smith nhìn thẳng vào mắt tôi vừa lắc đầu vừa nói, này, Charlie, Frank Roosevelt sẽ không giữ lời hứa với anh đâu. Khi anh tin vào hắn, anh đã phạm cái sai lầm lớn nhất đời anh. Chính hắn sẽ giết anh, khi tôi bước ra khỏi phòng, chân tôi run lên, tôi có cảm giác như mình đã rơi vào cây bẫy và Smith đã nói đúng. Smith hiểu rằng Franklin Roosevelt hơn Luciano và bè đảng của anh. Theo Smith, người ta không thể tin vào bất cứ lời hứa nào công khai hay bí mật của Roosevelt. Hắn ta là một người làm chính trị rất tinh khôn và cơ hội, biết lợi dụng người khác cũng như lợi dụng các sự kiện chừng nào việc này còn có lợi, đồng thời biết tránh không để bị người khác lợi dụng. Với những lời khen ngợi và nịnh nọt đang bắt đầu tập trung vào y để giành chức ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, Roosevelt đột nhiên lật ngược thái độ đối với Siberia. Ngài thống đốc tươi cười, dễ tính, Vị tổng thống tương lai đã gặp các phóng viên ở bang Albany và ra một tuyên bố mới về nạn nhân tham nhũng ở thành phố New York. Mặc dù từ đầu mùa xuân, sau khi ra tuyên bố ngăn cản sự điều tra của Siberi, hắn ta đã chịu áp lực ngày một tăng của Siberi cũng như của thượng nghị sĩ Fiorello Ghadaffi ở thành phố New York, nhưng hắn ta vẫn im lặng cho đến lúc nắm chắc được chức ứng cử viên tổng thống và do đó hắn ta không cần đến sự ủng hộ của Tammany nữa hắn ta tuyên bố các viên chức nhà nước phải xứng đáng với niềm tin của dân chúng. hắn ta đã lặp lại lời nói của lagarde. ông ta đã cho phép siberia có quyền thẩm vấn bất cứ một công chức nào của chính phủ hoặc bất cứ chính khách nào có những vấn đề nghi vấn. nếu như những người này không trả lời một cách thỏa đáng, thì với tư cách là thống đốc, ông ta kiên quyết cách chức họ. tất nhiên từ lâu đối với tôi Roosevelt vẫn như là một cây gai làm tôi lấn cấn khó chịu nhưng tôi vẫn tin ở y vì một điểm y tỏ ra là một người dễ mến. Tất nhiên, tôi lấy làm tiếc là đã không bàn bạc với Meyer và Frank về điều băn khoăn của tôi từ hồi ở Chicago bởi vì bây giờ mọi việc đã rõ. Tuy nhiên, nếu nhìn lại, tôi thừa nhận rằng ở vào vị trí của y thì tôi cũng hành động như y và y cũng rất giống tôi. Tôi đã hạ thủ Masseria và Maranzano để ngoi lên đỉnh cao hành động của tôi là bất hợp pháp, tôi đã vi phạm pháp luật, còn hành động của Roosevelt và một số người khác như Hai và Walker là hợp pháp. Nhưng cách làm hoàn toàn giống nhau, cả hai đều cháo trở, tôi không nói rằng chúng tôi đã bầu Roosevelt, nhưng y đã ngoi lên được là nhờ sự ủng hộ của chúng tôi. Tôi luôn luôn biết rằng các nhà chính trị chỉ là một bọn điều. Anh có thể mua họ bất cứ khi nào anh muốn, nhưng anh không thể nào tin họ được, vì khi khuất mặt, họ đã trở mặt. Nhưng tôi không ngờ rằng một người sắp làm tổng thống lại cũng như vậy. Tôi không bao giờ tin rằng, một hạng người như vậy lại có thể bước vào tòa nhà trắng. Tôi cũng không ngờ rằng một người sắp trở thành tổng thống lại có thể đâm dao vào lưng anh trong một lúc anh sơ suất. Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng, hắn có thể nuốt lời dễ dàng, không kém gì bất cứ một tên kẻ cướp nào. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, không ai có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ trên lưng của một gangster. Với sự ủng hộ của Roosevelt, Seabury đã lần lượt thẩm vấn hết công chức này đến công chức khác, hầu hết là đảng viên dân chủ ở thành phố. Ủy ban điều tra của hắn đã vặn vẹo họ về các mối liên hệ với thế giới ngầm, về những số tiền mặt lớn mà họ đã nhận được. Thị trường Jimmy Walker, suốt mấy giờ liền vất vả chống đỡ, lẩn tránh các câu hỏi của Seabury. Trong khi đó, Roosevelt chuẩn bị để có thể thay đổi như đã hứa. Chống Walker nhưng chưa kịp quyết định thì hắn đã nhận được một bức điện của thị trường. Tôi xin từ chức thị trường thành phố Jimmy Walker. Trước khi mọi người biết được tin này, Walker đã đáp tàu thủy đi Paris cùng với tình nhân là Betty Compton. Một vài năm sau khi hắn ta trở về Mỹ thì vụ tai tiếng này đã đi vào quá khứ và hắn lại được mọi người chào đón trong sự nhớ tiếc những ngày huy hoàng đã qua. Những lời khai của Walker và việc ông ta đột nhiên bỏ đi đã làm rung truyền cả bộ máy chính quyền thành phố. Siberi thẩm vấn trừng trị các trợ lý của Walker và các tay chân quan trọng của Tammany, đồng thời hắn ta tung ra một hình ảnh về thành phố xấu xa đến mức những tầng lớp quý phái nhất của New York cũng phát ốm lên. Tammany Ho coi như bị đánh tan nát và vài năm sau đó, một số thủ lĩnh trong đó có Jimmy Hai đã phải nằm trong nhà tù sinh sinh. Thành phố bắt đầu tiến hành cải cách và những ngày hoàng kim đã chấm dứt. Hồi 16, 3 tuần trước lễ Noel năm 1933, đạo luật cấm rượu được hủy bỏ. Không mấy người buồn phiền về việc này, thời gian 14 năm thi hành đạo luật này đã đưa đến một sự khủng hoảng xã hội, làm cho tinh thần đất nước này suy sụp và kết quả cả một thế hệ tin rằng việc bãi bỏ một đạo luật mất lòng dân như vậy không có gì là sai trái cả. Đạo luật đó cũng đã đưa đến sự phát triển cả một lớp gangster mới. Và nếu như không có số này thì chắc chắn sẽ có ít người phải than khóc và cầu nguyện cho những nạn nhân vô tội. Nhưng với đạo luật cấm rượu, Luciano, Lansky, Costello và Sốt đã trở nên nổi tiếng. Tiếng tốt nhiều hơn là tiếng xấu. Họ thường được những người, đứng đắn, tầng bốc tận mây xanh, bởi vì họ đã cung cấp đầy đủ các thứ họ cần. 17 sang trọng và cao cấp. Ở khắp nơi, họ tìm cách lót tay các chính khách và giới cảnh sát để được phép mở các sòng bạc công khai. Ngày càng thu hút các con bạc giàu bự, các casino phát triển nhanh chóng. Ở New Orleans có câu lạc bộ Beverly do Phil Castell cai quản. Có phòng xanh ở khách sạn Roosevelt do Seymour phụ trách. Ở Palm Beach có sòng bạc Bradley và một loạt các câu lạc bộ ở Covington, Newport, Kentucky, Hot Springs, Arkansas, ở các quận Dade và Broward, ở Florida sòng bạc Riviera ở Ben Marden và nhiều địa điểm khác trên bờ sông Hudson ở Fort Lee, New Jersey. Cũng đã có một thỏa thuận giao cho Nucky Johnson phát triển hệ thống gá bạc ở New Jersey với điều kiện Johnson sẽ được hưởng 34% thu nhập, còn tổ chức toàn quốc sẽ cung cấp vốn và thiết bị. Đây mới chỉ là bước đầu. Luciano và bạn bè tin rằng họ còn có thể làm ăn rộng rãi hơn suốt dọc các biên giới của Mỹ. Mùa xuân 1933 họ triệu tập một cuộc họp hội hiên hiệp những người Sicily, để thảo luận một ý kiến của Lansky. Lansky nêu lên rằng, cách bờ biển Miami khoảng 90 dặm, có một nơi thời tiết quanh năm rất đẹp. Khách du lịch người Mỹ bắt đầu kéo đến đây ngày một đông và anh ta bảo đảm rằng, công việc làm ăn của hội ở đây sẽ không gặp gì khó khăn. Mai và tôi cũng đã bàn bạc với nhau về việc này từ ngày Roosevelt trở mặt, Luciano nói với những người có mặt trong cuộc họp. Chúng ta phải mở rộng phạm vi hoạt động và chúng ta cần có một nơi nào đó để tiền bạc của chúng ta có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở, đồng thời có thể trở lại việc tranh thủ sự ủng hộ của các giới ở Washington. May đã đi Havana và đã đạt được nhiều mối quan hệ tốt. Khoảng tháng 8, tháng 9, anh ta sẽ trở lại Havana và có thể đi đến một sự thỏa thuận nào đấy. Thỏa thuận này chắc chắn sẽ cần chúng tôi ứng trước một số tiền lớn. Vì vậy, Tốt hơn cả là mỗi người chuẩn bị dần để có thể đóng góp, mỗi người ít nhất là nửa triệu đô la. Thật giống như một quả bom nổ, vào năm 1933, 500.000 đô la tiền mặt, không phải là số tiền nhỏ. Chuck Polizzi, người ở Cleveland, rú lên khi nghe con số đó. Tôi bật cười nói với hắn rằng, chúng tôi đã kiếm ra vô số tiền ở Covington và nhiều người đã trở thành giàu có. Vì vậy, tại sao y lại có thể phàn nàn khi chỉ bỏ ra một phần nhỏ trong khối lượng thu nhập khổng lồ không phải nộp thuế để làm ra nhiều tiền hơn nữa. Tôi mắng mỏ hắn một chập và cũng từ đó không có tiếng phàn nàn về việc này nữa. Đến tháng 9, Lansky lại đi Havana. Anh đã gặp con người hùng của Cuba, Fausencio Batista, một người bạn của anh từ những ngày cấm rượu. Sau cuộc gặp gỡ đó, Lansky trở về Mỹ sau khi đã thương lượng được quyền mở sòng bạc ở khắp đảo Cuba, kể cả việc kiểm soát sòng bạc lớn ở khách sạn Nacional. Chúng tôi quyết định trao ngay cho Batista 3 triệu đô la tiền mặt và Lansky chịu trách nhiệm mở cho y một tài khoản ngân hàng ở Zurich, Thụy Sĩ. Từ đó, Batista hàng năm còn được nhận ít nhất là 3 triệu đô la, thường thường là nhiều hơn. Đó là cú làm ăn lớn đầu tiên của chúng tôi ở các đảo vùng Caribbean và sau đó Chúng tôi mở rộng ra ở Nassau và nhiều nơi khác, bởi vì người ta cần chúng tôi. Tôi cũng có dự định cử người qua châu Âu mở các sòng bạc. Không ai muốn gây chuyện với dân sư Corsican, bởi vì nếu so sánh với chúng tôi, chúng thật sự là những tên mọi ăn thịt người mỗi khi có chuyện đánh nhau. Nhưng bọn họ lại chẳng biết cách tổ chức các sòng bạc. Trong khi đó thì ngày càng có nhiều người Mỹ đến Âu Châu và họ cần có thứ để tiêu khiển. Gá bạc trở thành một trong những hoạt động quan trọng trong toàn bộ các hoạt động của Luciano. Một hoạt động quan trọng khác là việc thâm nhập vào các xí nghiệp ở Pháp. Hệ thống cho vay lãi, một trong những nguồn tiền mặt trong thảm họa kinh tế, thường là bước mở đầu cho việc này. Mỗi khi con nợ không thể trả lại vốn và lãi thì Lep và Lucis liền trở thành cổ đông của xí nghiệp và cứ thế, ngày càng nhiều hãng rơi vào sự kiểm soát của thế giới ngầm. Ngành vận tải là một trong những mục tiêu quan trọng trong thời kỳ còn đạo luật cấm rượu, có thể nói chúng tôi là những người điều hành một hệ thống vận tải lớn nhất Hoa Kỳ. Chúng tôi nắm chắc về số lượng xe cũng như kế hoạch điều hành hơn bất cứ một công ty vận tải nào và tùy tình hình của thị trường mà chúng tôi quyết định gây sức ép với công ty vận tải nào. Ví dụ sữa, bánh mì, rau xanh là những thứ rất chóng hỏng. Chúng tôi cũng đã kiểm soát được 3, 4 công ty thức ăn tươi lớn nhất ở Mỹ. Chúng tôi cũng đã xâm nhập vào các tờ báo lớn nhất lép và sốt xâm nhập vào ngành buôn thịt. Hai anh vừa kiểm soát những người buôn thịt vừa bảo đảm cho các hiệu ăn được cung cấp đều đặn và nghiêm trình. Những khách sạn cao cấp như khách sạn Dempsey ở Broadway đều phải nộp tiền bảo vệ cho chúng tôi. Còn shop Lanzer thì kiểm soát chợ cá ở Fulton. Không có thứ hàng hóa nào thối hỏng nhanh như cá. Đây là chợ cá lớn nhất thế giới và thành phố cũng nhờ vào chợ cá này rất nhiều. Đối với một số xí nghiệp và ở một số nơi việc xâm nhập vào kinh doanh hợp pháp khá đơn giản tuy nhiên ở một số nơi khác chúng tôi vấp phải sự kháng cự và có một số trường hợp chúng tôi vấp phải sự kháng cự từ ngay trong thế giới ngầm cuộc đấu tranh gay gâu nhất là làm thế nào giành được thế hợp pháp thế mà có rất nhiều người phản đối việc này thật là điên rồ không còn là chuyện cướp giật trộm cắp nữa mà mọi việc bây giờ công khai đàng hoàng và sạch sẽ với cách làm ăn bây giờ anh có cả một ngôi nhà đàng hoàng khác hẳn những chiếc máy đánh bạc nhưng tiền thì vẫn tuôn vào như nước có một số người chỉ biết trộm cướp khi Lansky và tôi nói với họ tìm cách đi vào thế hợp pháp họ nhìn chúng tôi tưởng chừng như chúng tôi đã hóa rồi họ nói chúng tôi làm cái quái gì những tòa nhà cửa hiệu chính vì vấp phải sự phản đối đó mà chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội béo bở có thể đem lại cho chúng tôi hàng tỷ đô la ngay cả trong thời kỳ làm ăn phát triển như vậy Chúng tôi không lãng quên whisky và bia. Cho đến ngày đạo luật bổ sút số 21 được thông qua, bãi bỏ luật cấm rượu mạnh, Luciano và các bạn anh vẫn không ngừng buôn rượu ngày càng công khai. Chúng tôi có các kho rượu lớn ở khắp nước. Chúng tôi phải nhanh chóng thanh toán nó đi khi whisky đã hợp pháp. Anh có biết chúng tôi làm thế nào không? Phần lớn số rượu đó, chúng tôi biếu các nhà thờ và các nhà từ thiện ở New York, Chicago ở bất cứ đâu chúng tôi cũng trở thành những công dân tốt đối với tất cả mọi người, ở tất cả mọi nơi đều có nghề bán đồ cũ. Các nhà thờ và các nhà từ thiện đem rượu của chúng tôi đi bán còn tiền thì họ giữ lấy. Coi đó như là một thứ nước thánh, dạo ấy Đát Sốt đang có ý định theo công giáo, đã đem tất cả rượu của mình biếu cho các nhà thờ ở quanh vùng New York và Jersey. Nhờ đó, anh trở thành một yếu nhân, và chơi rất thân với các cha cố có lẽ điều này đã có lợi cho anh về sau này. Cả thế giới ngầm đã có kế hoạch sẵn sàng để bước vào buôn rượu hợp pháp. Từ đằng sau sân khấu, họ vẫn kiểm soát các quán rượu đã được biến thành những hộp đêm hợp pháp, được họ cung cấp whisky. Những tay chân của Luciano ở nước ngoài và bạn bè của anh thỏa thuận với chủ các nhà máy rượu ở nước ngoài mà họ vẫn quan hệ từ lâu này để giành quyền nhập cảng và phân phối rượu, mặc dù giới gangster của nước Mỹ Do những tài tiếng xấu của nó, không có khả năng xâm nhập và kiểm soát các nhà máy rượu trong nước. Đây là một ngành kinh doanh chẳng bao lâu rơi vào sự kiểm soát của một số người lâu nay ít nổi tiếng như Louis Rosenstiel và Jacob Bronman là những người sau này đứng đầu những hãng whisky nổi tiếng như Scanley và Seagram. Còn Costello và Castell tổ chức một hãng rượu nhập cảng và bán buôn trong toàn nước Mỹ các sản phẩm của công ty Scotland Wiley chuyên sản xuất các loại whisky nổi tiếng như King Ransom và How of Lord Scott. Cả hai còn tiến xa hơn nữa, họ đã mua được số cổ phần không chế trong công ty Anh, G, G, Tony và Sun, LTD, anh em Lansky, Luciano, Sicho. Adonis và một số khác đều có cổ phần trong công ty vang và rượu mạnh Capital, một công ty xuất nhập khẩu và bán buôn các loại rượu Pháp và các loại whisky, Scott, Canada và Mỹ. Hầu như không còn người nào không có một chân trong ngành buôn rượu. Tuy nhiên, Lansky cho rằng thời kỳ buôn lậu rượu mạnh vẫn chưa chấm dứt, bởi vì các loại rượu mạnh lậu thuế bán ra vẫn rẻ hơn nhiều so với những loại whisky hợp pháp bị đánh thuế rất nặng. Lansky đã thôi không còn chung vốn với Benny và đồng thời cũng đã bắt đầu tìm cách trở lại thời kỳ hoàn toàn độc lập với Luciano. Tháng 11 năm 1933, dưới danh nghĩa của bố vợ, Moses Citron, Lansky đã lập hàng Molaska. Với danh nghĩa công khai Hãng này chuyên chế biến mật mía để thay đường nhưng thật ra đã dùng mật mía để chế tạo khối lượng rất lớn rượu cồn. Số rượu cồn này được sơ chế ở Ohio và New Jersey, sau đó đem bán cho các hãng rượu whisky và lại được bán ra thị trường dưới những nhãn hiệu hợp pháp. Tuy nhiên, dù cho Lansky có tìm đủ mọi cách để trở thành độc lập, anh vẫn chỉ là nhân vật số 2 và anh cũng biết điều đó. Khi công ty Molaska thành lập Tôi biết ngay ý đồ của anh ta nhằm tạo ra một lĩnh vực riêng không dính dáng gì với chúng tôi. Nhưng chúng tôi không để mặc anh ta đi theo hướng đó mà không có thái độ. Một buổi sáng vào dịp lễ Noel, tôi gọi điện thoại cho Lansky, "Này, Mayer, về việc Molaska, tôi chẳng có ý kiến gì. Tôi cũng không đòi hỏi một xu nào vì đó là việc riêng của anh." Nhưng chúng ta đang có nhiệm vụ đưa một loạt các chiến hữu vào kinh doanh hợp pháp và tôi muốn rằng anh phải vạch kế hoạch những ai sẽ tham gia việc này và cần chi phí bao nhiêu. Đây là việc của tôi và tôi sẽ chia sẻ với mọi người kể cả anh. Mayer đã thực hiện đúng yêu cầu của tôi. Tất nhiên chỉ vài năm sau hãng Molaska bị cảnh sát liên bang làm cho đổ vỡ. Sau đó, tôi biết rằng Mayer Lansky vẫn không ngừng tìm cách xây dựng cơ đồ riêng. Tuy vậy, tôi luôn luôn tin tưởng ở Lansky. Mặc dù anh ta không giúp tôi và không giống các bạn bè khác. Anh thích sống giấu mặt, lần trong bóng tối, bằng cách đó, bây giờ nhìn lại, anh ta đã tỏ ra khôn hơn tôi. Chính sự nổi tiếng của tôi đã làm cho tôi mất 10 năm đẹp nhất trong cuộc đời. Mai ức quả thật là danh mãnh, trong khi quan hệ giữa Luciano với Lansky, về cơ bản là một mối quan hệ bình đẳng, được duy trì tương đối ổn định trong những năm đó thì quan hệ với Vito Zenovic có hơi khác. Vì hoạt động của hội mở rộng, Luciano luôn luôn chú ý theo dõi Genovis và thường xuyên làm áp lực đối với việc hắn buôn thuốc viện lậu. Thằng chó đẻ này không hề chịu bỏ nghề này. Tôi nghĩ rằng, mẹ hắn có thể là người nhưng bố hắn là một con chó ngao sứ anh. Trên thực tế, trông hắn cũng giống con chó ngao. Hắn không hề chịu từ bỏ việc buôn ma túy. Hắn say mê điều này hơn tất cả mọi việc ở trên đời. Có lẽ chỉ trừ Anna. Năm 1932 Genovis yêu Anna Vernetico. Rủi ro thay Anna đã có chồng, nhưng điều đó không làm Genovis chùn bước. Hắn thuê một số tay súng giết chết chồng của Anna là Gerard Vernetico, ném xác qua cửa sổ và vài tuần sau đó, Genovis cưới Anna làm vợ. Hắn đưa Anna đi hưởng tuần trăng mật ở Ý, hắn muốn đưa cô ta về thăm sinh quán để cô ta thấy rằng hắn là một nhân vật quan trọng như thế nào. Vì ở đâu, mọi người cũng đều biết hắn. Trong thời gian ở Ý, hắn cũng đã đặt được số mối mặc dầu tôi đã cảnh cáo hắn không được liên hệ với các chủng buôn ma túy Ý và Pháp. Có lẽ hồi đó, hắn đã có một kế hoạch cho tương lai cho nên hắn đã gieo một số hạt giống quan trọng. Khi Genovese trở về New York, Joe Bernaner từ Brooklyn và Steve Magadino từ Buffalo đến gặp tôi. Họ nói Vito đã gặp riêng họ và bàn với họ tổ chức một chuyến buôn lậu ma túy từ Ý sang và lập một mạng lưới tiêu thụ ma túy ở khắp nước Mỹ. Họ cảm thấy sợ hãi, khi nghe kế hoạch của Genovis và Magadino đã nói thẳng với Vito rằng, anh ta sẽ báo cáo việc này với hội và có thể hắn sẽ bị trừng trị. Nhưng những lời cảnh cáo đó không tác dụng đối với hắn. Vito Genovis vẫn không chịu nghe và tiếp tục tổ chức mạng lưới riêng của hắn. Hắn đã phải trả giá việc này bởi vì vài năm sau, Anna bắt đầu tiết lộ hết mọi chuyện với bất cứ chàng trai nào ve vãn cô ta. Và đặc biệt là từ khi cô ta đưa trai về tận nhà. Những hạt giống mà Genovese gieo ở Ý đã trở thành một ngành công nghệ hoành hành ở nước này nhiều năm sau đại chiến thứ hai. Giữa những hãm 30, ma túy đem lại nhiều tiền nhưng chưa gây tác hại mạnh đến cả nước. Kế hoạch phát triển buôn lậu ma túy có bị chậm lại vì chính lòng tham của hắn. Vừa kết thúc tuần trăng mật trở về, hắn đã gặp Ferdinand Bocha và gã này mang đến cho Genovese một thương gia Brooklyn cả tin và giàu có, người thích đánh bạc. Bocha đề nghị mở một trò chơi poker và Zinopsi sẽ nhận được một phần ba số tiền thắng cược. Cùng với Mai Miranda, Zenovis đã lấy của thương gia 50.000 đô la, sau đó 100.000 khác cho việc bán một chiếc máy cho ông ta mà họ quả quyết sẽ tạo ra những tờ 10 đô la thật. Khi Mai kể cho tôi nghe câu chuyện, tôi không thể tin được. Tôi đã nghĩ về những ngày khi bạn có thể bán cây cầu Brooklyn cho bất kỳ ai đã qua rồi. Nhưng bạn có biết không? Tên khốn vì tô đó quá tham lam đến mức hắn quyết định sẽ không cắt cho Bocha 50.000 đô la của mình. Sau đó Zenovis thuê hai tay lưu manh tên là Galo và Rupolo khử Bocha. Tiếp theo, Zenovis lại trả cho Rupolo 175 đô la để giết Galo. Rupolo đã hai lần bắn Galo nhưng chỉ làm hắn bị thương nhẹ. Galo trả thù bằng cách báo cho cảnh sát và đứng ra làm chứng trong vụ án xử Rupolo. Rupolo bị kết án từ 9 đến 20 năm tù vì tội mưu sát. Trong những năm sau đó, Genovis sợ rằng Rupolo ở trong tù sẽ khai báo nên cũng chuẩn bị sẵn sàng để chuồn khi có dấu hiệu nguy hiểm. Nhưng suốt những năm tiếp theo việc bãi bỏ đạo luật cấm rượu, những nguy cơ chủ yếu đối với Luciano và cái thế giới ngầm không phải là Rupolo mà là một vấn đề khác quan trọng hơn. Tiếp theo đạo luật bổ sốt bãi bỏ luật cấm rượu là một đợt cải cách được tiến hành ở New York và toàn nước Mỹ trong việc tiến hành các cải cách này, có kế hoạch thanh toán nạn trộm cắp cùng với tác động thối nát của nó. Hồi 17, khoảng Noel năm 1932, ngay từ khi Hoover hết nhiệm kỳ. Frank Costello và tôi được tin rằng sau vụ waxey Gordon, Datsut sẽ là mục tiêu tiếp theo của Sở Thuế Liên bang. Cùng với Al Capone, Sút là nhân vật mà tiếng xấu nổi nhất thời bấy giờ ở nước Mỹ. Một vị trí xã hội mà anh ta thường đổ lỗi cho cái tên của mình. Tên khai sinh của anh ở Rockville thuộc khu Manhattan là Arthur Fliegenhammer. Anh ta đã lớn lên ở Bronx và cũng bắt đầu cơ đồ gangster ở đây. Anh ta bị bắt lần đầu tiên năm 17 tuổi và đã ngồi tù 13 lần từ tội phá rối trật tự công cộng cho đến tội giết người. Sau đó anh đổi tên thành Datsut. Anh ta thường phàn nàn là cái tên này quá ngắn gọn nên dễ được đăng vào các từ lớn trên báo chí. Nếu tôi vẫn giữ cái tên lòng thòng Flegenhammer thì không có người nào biết tôi là ai, cũng giống như đồng bọn của mình, Sốt đã làm giàu nhờ đạo luật cấm rượu. Khoảng năm 1930 anh ta trở thành một thế lực chính trị ở Bronx, kiểm soát ngành bia và phần lớn các loại rượu mạnh bán ở vùng này. Anh ta đã tổ chức ra cả một công ty phục vụ khách sạn với nhiệm vụ che chở việc vận chuyển thịt và các thứ khác từ các hãng bán buôn đến các khách sạn. Có lần anh ta đã nói với Luciano ạ à? anh đã có công lớn đối với công chúng vì anh đã bảo đảm cho họ đủ áo quần mặc tôi cũng có công lớn nhờ tôi mà các khách hàng khi bước vào các khách sạn chắc chắn có cái mà ăn công chúng chắc rất biết ơn tôi nhưng anh ta phất to chủ yếu không phải là hoạt động nói trên sau một thời gian thí nghiệm với những sòng bạc nhỏ anh ta thấy ngay cơ hội làm ăn to với sự đồng ý của luciano anh ta thâm nhập vào lĩnh vực của một số chủ nhà băng người da đen chuyên cho vay lãi như Wilfred Brander, Big Joe Henry Miro và Alexander Pompis. Chẳng bao lâu anh ta trở thành một tay trùng sổ số lớn nhất và các nhà băng của anh hàng ngày thu vào hơn 35.000 đô la. Nhờ sự điều hành giỏi của Otto Berman, chuyên viên, tài chính của Y, e, số lợi tức của sốt sau khi đã trả cho những người trúng số, đã từ 2 phần 3 tăng lên 3 phần 4. Sút là một trong những người tàn tiện nhất mà tôi đã biết. Mặc dù trong tay có hàng mấy triệu đô la, vẫn ăn mặc bẩn như lợn. Anh ta vẫn thường khoe rằng, anh ta chưa bao giờ thuê một căn phòng nào quá 35 đô la và anh ta chỉ có hai cặp quần. Có lẽ khoản tiêu pha lớn nhất là hàng ngày anh mua tờ báo hai xu để biết thiên hạ đang nói gì về anh. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ gặp khó khăn với anh mỗi khi tôi cần món tiền tiêu vào việc quan trọng. Vì vậy, tôi luôn luôn coi anh ta là một chiến hữu đáng tin cậy. Điều đó không có nghĩa là tôi yêu mến anh ta. Ngoài ra tôi đã chịu ơn anh ta rất nhiều khi anh ta hạ thủ tên câu. Vincent câu, biệt hiệu chó điên, là một tay súng Maranzano thuê để giết Luciano. Hắn là một thằng đầy tham vọng và cũng âm mưu muốn chiếm lấy cơ nghiệp của Sút. Sút chống lại và câu tuyên chiến, mãi đến tháng 2 năm 1930 những tay súng của sốt mới chộp được hắn trong một buồng điện thoại ở đường 23 khu Manhattan, gần các nhà trọ, nơi hắn ẩn nấp. Thì hài hắn nát bét vì những loạt súng máy. Hắn thật là một thằng điên khi muốn dùng vũ lực để giành giật với sốt. Tuy vậy, câu không phải là kẻ thù duy nhất và nguy hiểm nhất đối với sốt. Chính phủ liên bang đang tiến hành điều tra sốt về tội trốn thuế. Hồi đó Johnny Torrio khuyên mọi người chúng tôi nên bắt đầu truy nộp thuế nhiều người trong chúng tôi đã làm theo kế hoạch này để tạo ra một bề ngoài làm ăn hợp pháp. Riêng tôi, tôi đã khai một số thu nhập hàng năm là 16.000 đô la và khoảng 4, 5 năm sau, con số thu nhập được khai này lên tới 25.000, chủ yếu là gá bạc. Bản thân tôi cũng đăng ký là một tay cờ bạc chuyên nghiệp. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, thật là buồn cười khi chính phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người kê khai thu nhập dù do những thu nhập loại gì họ chỉ cần nhận được tiền và không hề truy tố người khai vì đã phạm luật. Riêng trường hợp sút, khi anh ta chịu nghe lời khuyên này thì đã quá chậm. Năm 1933 một tòa án ở New York đã truy tố anh về tội không truy nạp thuế thu nhập những năm 29, 30, 31, là năm sự doanh thu phải tính thuế của anh ta lên tới 481.637,35 đô la. Chỉ riêng về buôn rượu và như vậy, anh ta phải nộp cho kho bạc nhà nước 92.103,34 đô la tiền thuế và lãi. Theo bản án này không những sốt phải nộp 100.000 đô la mà còn phải ngồi tù 43 năm. Vụ án này do một viên tranh án trẻ của quận Nam thành phố New York tên là Thomas Dewey phụ trách. Ông ta đã nổi danh là mối tai họa của thế giới ngầm sau khi đã trừng trị một tay súng nổi tiếng, John Nolan. Đồng thời chính là người đã trị Waxi Gordon. Newy đã thu nhập được nhiều bằng chứng bất lợi cho sốt và việc anh ta bị kết án hầu như không tránh khỏi. Cho đến lúc bấy giờ chính phủ chưa thất bại lần nào khi truy tố một gangster về tội trốn thuế và không có lý do gì để lần này mà chính phủ thất bại. Nhưng sốt không phải là tay vừa. Với sự làm ngơ và che chở của cảnh sát, anh ta đã tìm mọi cách để không bị bắt, mặc dù chính phủ đặt phần thưởng 50.000 đô la. Lệnh truy nã anh được dán khắp thành phố, và đắt sốt không phải người tàng hình. Suốt năm đầu lần tránh anh ta sống đàng hoàng ở một khách sạn trong thành phố và địa chỉ của anh chỉ các bạn bè, chiến hữu cũng như các nhà chính trị và những cảnh sát được anh trả tiền biết tới. Jimmy Hai, một người chung vốn với Sốt trong nhiều ngành vẫn thường xuyên gặp anh. Suốt không còn thường xuyên đến các hộp đêm nhưng anh ta vẫn giữ tay thói cứ mỗi tuần vài lần đến nhà chứa của Polly Adler và được chào đón xứng đáng với một vị khách sộp. Với tình hình đi lại gần như tự do đó. Sút vẫn có thể tiếp tục điều hành các công việc đang phát triển của mình. Tuy nhiên, tình hình này không thể kéo dài. Giữa năm 1934, bộ trưởng ngân khố Henry Morganthau quyết định không thể cho phép kéo dài và ông ta đã tìm được đồng minh mới. G. Edgar Hoover, tuyên bố Sút là kẻ thủ công cộng số 1 và ra lệnh cho cảnh sát phải lập tức bắt kỳ được Sút. Morganthau cũng đã thỏa thuận với thị trường mới của thành phố Fiorello Lagardia mới nhận chức ngày 1 tháng 1 năm 1934. Hai người đã vạch ra một chiến dịch chống nạn tham nhũng và chống thế giới ngầm. Thị trưởng LaGuardia ra lệnh cho tránh mật thám của thành phố là Louis Valentin tăng cường truy nã sốt. Trước áp lực ngày càng tăng, sốt quyết định thật sự rút vào bí mật. Anh ta nhờ Luciano giúp đỡ và Charlie, Lucky, giao cho Albert, Anastasia ở Brooklyn nhiệm vụ che giấu và bảo vệ cho sốt. Trong khi tôi che giấu cho sốt thì LaGuardia bắt đầu công kích tôi và Frank Costello. Hành động đầu tiên của ông ta khi trở thành thị trường là ra lệnh cho cảnh sát bắt tôi, Adonis, Costello, Willie Moretti và một loạt người khác ở New York. Một hôm tôi đang đi ngoài đường thì cảnh sát chặn tôi lại và nói, Charlie, ngài tranh án muốn gặp anh. Việc này xảy ra trước khi LaGuardia đặt Valentine làm tranh án, và lúc đó John Orion vẫn còn giữ chức này. Tôi trả lời tên cảnh sát, trời đất ơi, hôm nay là ngày đầu năm các anh nói lại là mai tôi sẽ đến gặp ngài. Tôi vẫn nghĩ rằng ông ta muốn bàn bạc với tôi về một thỏa thuận mới vì bây giờ đã có thể thảo luận. Nhưng cảnh sát nói với tôi là phải đến gặp Orion ngay lập tức. Thế là họ đưa tôi đi và tránh án Orion đã chờ sẵn tôi. Hắn ta nói, ông Charlie, tôi lấy làm tiếc đã phải xử sự như vậy. Nhưng nếu ông muốn về nhà ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đánh xe đưa ông về. Tôi nhìn tưởng chừng hắn ta phát rồ và tôi hỏi, ông gọi tôi đến đây nhưng ông chẳng hỏi tôi một câu, thế là thế nào? Hắn ta trả lời, thế anh muốn tôi hỏi anh câu gì nào? Thế là tôi chỉ ở đấy khoảng 10 phút, hầu hết các chiến hữu của tôi cũng đã bị gặp một tình thế tương tự. Người ta bắt và chờ họ đến một nơi nào đấy rồi lại thả ra. Kể cả Willy Moretti, anh ta vừa ra khỏi Jersey thì cảnh sát đã chờ sẵn và điều đã xảy ra với anh giống hệt như đối với tôi. Sau khi được thả ra, anh lập tức đến gặp tôi và chúng tôi được một bữa cười. Đồng thời báo chí nói về Lagardie rất thiện cảm, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Có thể chúng tôi mỗi tuần phải chi thêm vài nghìn đô la cho số cảnh sát ở trong vùng và cũng có lẽ chỉ thế thôi. Nhưng Lagardie không chịu dừng ở đó. Hành động tiếp tục của hắn ta là tịch thu mấy trăm chiếc máy đánh bạc của Costello và ném tất cả xuống sông. Và báo chí một lần nữa lại đăng đầy đủ bài vở và tranh ảnh về hành động của hắn ta. Tiếp theo đó, hắn ta bắt đầu đích danh đả kích tôi. Theo hắn, thì suốt là kẻ thù công cộng số một đối với Sở Điều tra Liên bang FBI. Nhưng còn đối với LaGuardia thì tôi là nhân vật số một. Không hiểu tại sao ông ta lại nói về tôi, Lucky Luciano chẳng qua cũng chỉ là tên ma cà bông rẻ tiền. Thằng chó đẻ ấy biết khá rõ là ở tôi chẳng có gì rẻ tiền cả và một người sống ở khách sạn One Dog không thể là một tên ma cà bông. Tôi không thể nào hiểu được hắn ta. Hắn muốn gì, hắn cũng chẳng có cái gì hạch chúng tôi cả và hắn cũng không đi đâu cả. Hắn đã từng là nghị sĩ và hắn cũng chẳng hy vọng thành tổng thống. Nếu như nhân dân Mỹ đã không bầu cho Al Smith, thì Lagardia, với 50% máu do thái trong người, cũng chẳng có thể hy vọng có cơ hội nào khi chúng tôi tạo cơ hội cho hắn trở nên giàu có thì hắn lại chẳng thèm nghe chúng tôi vì vậy tôi nghi rằng cứ để mặc hắn làm chủ ở city hall còn lại thì của chúng tôi nhưng LaGuardia với cái tài quảng cáo và với sự liên minh của hắn với morgan thau và một số cơ quan liên bang khác có thể làm cho tình thế này càng trở nên khó khăn và hắn đã hành động như vậy trong khi cuộc săn lùng tìm kiếm sút được tăng cường thì cả một chiến dịch nhắm vào các thủ lĩnh gangster tuy nhiên qua tất cả sự kiện hồi bấy giờ Luciano và các chiến hữu của anh không phải chỉ thấy có nguy cơ mà còn thấy cả những triển vọng. Một hôm, trong cuộc họp với Lansky ở khách sạn Wandorf để thảo luận về tổ chức việc gá bạc ở Cuba, câu chuyện bỗng chuyển qua chủ đề sốt có chịu đầu thú hay không, và bao giờ thì trở về. Lansky và nhiều bạn bè của Luciano kể cả Zuman, Adonis và Zenovis đều thấy được rằng sẽ đến ngày sốt ra đầu thú và điều đó sẽ có nghĩa là khu vực ảnh hưởng của hắn ta sẽ bị chia nhỏ ra dưới sự chỉ huy của Luciano. Suy nghĩ của tôi về vấn đề này có điểm hơi khác. May đã có lý khi cho rằng sự nghiệp của Sốt đã đến lúc kết thúc và không có gì. Nhưng tôi bắt đầu lo lắng vì Lagardia cũng đang chĩa mũi nhọn vào tôi. Vì vậy, tôi nói với Lansky, có lẽ chúng ta nên để cho Dewey biết rằng chúng ta đã giúp đỡ hắn ở Waxy có lẽ hắn sẽ tìm cách trả ơn chúng ta trong chừng mực nào đó. Ngoài ra, Lagardier chỉ mới nói là hắn ta giúp cảnh sát bỏ tù tôi. Chúng tôi bắn tin cho Dewey và ông ta trả lời. Hãy nói với Luciano là sẽ có một ngày, ra trước tòa, tôi sẽ bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với ông ta. Luciano vẫn nghĩ đấy là một sự hứa hẹn, nhưng Albert Marinelli thì bác bỏ ý nghĩ đó và cho rằng đó là một lời đe dọa. Vấn đề của sốt vẫn tiếp tục được giải quyết từ nơi ẩn nấp của mình, rút ngày càng gặp khó khăn trong tiến hành công việc làm ăn của mình một cách có hiệu quả hơn trước. Luật sư của hắn tên là Richard Davis, một con người mà cuộc sống chia làm hai phần, một phần phục vụ cho những khách hàng thuộc thế giới ngầm, còn một phần dành cho tiệm nhảy và gái điếm ở Broadway. Ông ta nảy ra ý kiến nhằm giải quyết vụ bê bối của Datsut. Ông đề nghị với chính phủ là nếu vụ án này được xếp lại thì Datsut sẽ nộp cho chính phủ 100.000 đô la tiền thuế tranh án Andrew Mellon trước đây đã từng từ chối đề nghị của Ancapone Capone nộp 400.000 đô la, và bây giờ, Morgan cũng dứt khoát không chấp nhận vấn đề, không có thương lượng gì hết. Suốt lâm vào tình thế thật khó khăn, hắn sợ rằng nhân viên của Cục Điều tra Liên bang FBI sẽ lùng bắt được hắn như đã từng lùng bắt John Dillinger. Tháng 11 năm 1934 Sốt bỗng nhiên quyết định ra đầu thú ở Albany và vào năm tù mấy tuần lễ. Trong khi đó, các luật sư của hắn thương lượng với tòa án về số tiền đảm bảo để được tạm tha khi chờ xét xử. Số tiền bảo đảm này lên tới 75.000 đô la. Suốt hơn một năm tiếp theo đó mối lo lắng duy nhất của Đắt Sút là vụ án tiền thuế. Sút rất sợ bị đem ra xử ở tòa án thành phố New York vì dư luận ở đây ngày càng tỏ ra cứng rắn với thế giới ngầm. Các luật sư của Sút đã vận động được chuyển vụ án về xứ Syracuse thuộc bang New York tháng 4 năm 1935. Lúc này Dewey đã từ chức tranh án liên bang và trở về làm tư. Bản án do ông ta lập hai năm trước đây bây giờ do John McEver, trợ lý đặc biệt của tranh án liên bang Homer Cumming, tuyên đọc. Lời bảo chữa của các trạng sư của sốt thì đơn giản và chỉ kéo dài có 3 giây đồng hồ. Trong lời bảo chữa, các trạng sư thừa nhận là thu nhập của sốt rất lớn, thậm chí lớn hơn rất nhiều con số mà chính phủ công bố. Tuy nhiên, theo các trạng sư bảo chữa, thì sốt không có nghĩa vụ phải nạp thuế vì đây là thu nhập từ nguồn bất hợp pháp như buôn lậu rượu, và các trạng sư cố ý nhấn mạnh đây là một chuyện đã thuộc về quá khứ. Các trạng sư cũng nhắc lại đề nghị của sốt xin nạp chính phủ 100.000 đô la. Tòa án tranh luận 2 ngày liền và cuối cùng thì vụ án bế tắc, 7 phiếu chống và chỉ có 5 phiếu tán thành truy tố. Chính phủ lập tức mở phiên tòa thứ hai vào tháng 7 ở Malon gần biên giới Canada. Sốt đã tới đây vài tuần trước và hắn đi khắp các tiệm rượu và đến đâu cũng mời mọc một cách hào hiệp. Hắn góp những món tiền lớn cho các hội từ thiện địa phương và cố ý làm cho mọi người biết những việc làm này. Hắn tham dự những buổi lễ cùng với thị trưởng Malone và các nhân vật tai to mặt lớn ở địa phương. Cuối cùng thì nhà thờ ở đây báo động dư luận về những ảnh hưởng xấu của Sốt. Tòa án buộc phải đưa Sốt vào ở nhà tù Malone nhưng hắn đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng kinh tế tỉnh này nơi đang gặp khó khăn, về sau sốt nói với Luciano, nhiều người ở Malon nhờ hắn mà giàu có. Khi phiên tòa mới bắt đầu, bản án của chính phủ vẫn lặp lại giống như ở Syracuse. Bản bào chữa cũng không có gì thay đổi, và tòa án được thông báo rằng, dù có bị kết tội hay không sốt cũng sẵn sàng làm nghĩa vụ của mình bằng cách nộp cho ngân khố nhà nước 100.000 đô la mà hắn đã đề nghị. Cũng như trong phiên tòa trước, tòa tranh luận hai ngày liền nhưng lần này tòa tuyên bố sốt không có tội. Leon Lịch, giám đốc liên đoàn báo chí New York, tuyên bố chính phủ đã thất bại một cách chua cay. Tranh án liên bang Frederick Bryan rất phẫn nộ. Ông ta đã tuyên bố trước tòa, kết luận của tòa án đã phá vỡ lòng tin của những người tôn trọng pháp luật. Bất cứ ai theo dõi phiên tòa này đều thấy rằng, quyết định của các ngài không căn cứ vào sự việc mà là vì một lý do nào khác. Các ngài có thể trở về nhà và lòng cảm thấy thoải mái vì các ngài đã đánh một đòn nặng nề vào luật pháp, vì các ngài đã giúp đỡ những kẻ không tôn trọng pháp luật. Chắc chắn rằng họ sẽ ca ngợi các ngài nhưng bản thân tôi không làm điều đó. Tranh án Brian không phải là người duy nhất phản đối phiên tòa. Tranh án tối cao Kamming cũng gọi phiên tòa này là một sai lầm pháp lý nghiêm trọng. Suits lập tức trở về New York và việc này đã làm cho đồng đảng của hắn hốt hoảng suốt hơn một năm qua họ vẫn tin chắc rằng sốt thế nào cũng nhập bọn với An capone và gordon trong nhà tù liên bang họ tưởng rằng phải lâu lắm sốt mới ra khỏi nhà tù vì thế họ đã bắt đầu chia phần cho nhau các lợi nhuận chúng tôi tin chắc rằng đắt sốt không thể nào thoát khỏi mùi tù chúng tôi không nghĩ rằng hắn đã có thể thoát được một sự truy tố về tội trốn thuế với bản án chặt chẽ như vậy có thể nói tôi là người giúp sốt nhiều nhất khi trạng sư Davis đến gặp tôi để bàn về việc đưa phiên tòa ra xử ngoài phạm vi thành phố New York, tôi đã ủng hộ ý kiến này. Ông ta đã thực hiện đúng ý kiến đó và sốt thoát thân. Tin sốt trở về New York đã gây phản ứng rất nhanh. Người lo lắng nhất là Bo Weiberg Abraham, Bo Weiberg là phó tướng thứ nhất của sốt. Hắn là người giữ mọi sổ sách và biết mọi chi tiết về thế lực của sốt. Trong thời gian gặp khó khăn, Sốt đã rút những món tiền lớn từ các nguồn để lo chống vụ án và Viberg cho rằng nếu tình thế này tiếp tục thì cả cơ đồ của Sốt sẽ sụp đổ cùng với hắn ta. Bo đã đến gặp Riemen ở Jersey để nhờ Riemen giúp hắn lối thoát khỏi tình thế nguy ngập này. Riemen đã đưa Bo đến gặp tôi. Luciano đã chăm chú lắng nghe những đề nghị của Viberg. Viberg đề nghị rằng hắn sẽ tiết lộ với Luciano mọi bí mật trong cơ đồ của Sốt và giao nộp cho Luciano toàn bộ cơ đồ này. Gilman và các đồng đảng của y sẵn sàng làm như vậy. Viberg giải thích với Luciano rằng hắn muốn tránh một cuộc xung đột có thể làm đổ vỡ mọi cơ đồ, nguyện vọng Vaiberg là được tiếp tục đóng vai trò phó tướng và được chia 15% toàn bộ thu nhập. Luciano lập tức triệu tập các đồng đảng gồm Zeumun, Adonis, Costello, Lev, Genovis, Lansky, Lucis. Tôi kể lại đề nghị của Vaiberg. Tôi nói với họ rằng đây là một quyết định nghiêm trọng. Chúng ta đang bàn việc ta thâm nhập vào lãnh thổ của sút, tôi sẽ gánh chịu nhưng đó là quyết định của mọi người. Luciano đã chia, Costello và Lansky sẽ được hưởng các lợi tức về gá bạc. Adonis nhận phần rượu mạnh. Lep và Lucis được chia khu vực khách sạn, Zimmerman thì được chia phần khu jersey, trong khi chúng tôi đang chia nhau. Tôi chợt nhận thấy Vito há hốc miệng nhìn tôi. Hắn đang chờ tôi tuyên bố chia phần cho hắn, nhưng tôi lại hỏi hắn muốn nhận phần nào cho nên hắn bị bất ngờ. Tôi hỏi tiếp, hay là anh muốn tất cả? Trong giây phút đó, căn phòng lặng ngắt và căng thẳng. Không ai nói một lời nào. Cuối cùng tôi nói với Vito, tôi muốn anh hãy nhớ đến bài học này. Nếu anh còn tỏ ra cứng đầu, thì sẽ có ngày tôi giết anh. Tôi muốn nói anh không được buôn thuốc viện lẩu, anh không được phá tất cả những gì chúng ta đang làm hôm nay. Sau đó tôi quay qua Meyer và Frank nói, Tôi sẽ chung phần với hai anh và anh ta sẽ hưởng 25%. Còn về phần tôi, tất nhiên tôi sẽ hưởng phần trăm của tất cả mọi ngành. Và nếu như sốt phát nạn do phép lạ nào đó thì toàn bộ cơ nghiệp sẽ phải trả cho hắn. Mọi người đều vui vẻ. Tôi không làm ai mất lòng. Chúng tôi tuyên thệ là không cho ai biết về việc này. Tôi biết Đát Sốt sẽ không ưa gì việc này. Thế là Sốt trở về và nắm lại công việc nhưng chỉ một giờ sau hắn đã thấy khó khăn và lập tức gặp luciano luciano nói với sốt rằng khi sốt đến gặp tôi thì genovis cũng có mặt thần kinh của sốt căng thẳng đến mức anh ta suýt nữa bật khóc khi chúng tôi đùa anh ta tiếp theo đó anh ta hỏi chúng tôi về đạo thiên chúa anh ta muốn biết một người theo đạo thiên chúa như thế nào và cũng như tôi và vito có đi xưng tội hay không tôi có cảm giác như trong thời gian rỗi rãi trong nhà tù anh ta đã dành thì giờ nghiên cứu để chuẩn bị theo đạo thiên chúa. Tôi xin thề là từ đây trở đi đát sốt đã quỳ nhiều hơn là đứng. Anh ta nói với tôi rằng Chúa giê -xu đã cứu giúp anh ta trong 18 tháng qua và cuối cùng nhờ Chúa mà anh ta được trắng án. Thật là buồn cười, khi tôi bắt đầu tiếp xúc với những người do thái như Mayer, Bác Sĩ si và đát sút thì một số các chiến hữu giả như Masurier, Maranzano và những người khác thường chế giễu tôi về mặt này họ thường nói rằng sẽ có ngày bọn Do Thái sẽ biến tôi thành một con chiên ngoan đạo. Ấy thế mà bây giờ con chiên ngoan đạo chính là Đát Sút. Thật là một giai thoại, mặc dù chìm vào cơn say mê về phần hồn, Sút cũng đã dành thời gian để kiểm tra lại cơ nghiệp của mình và anh ta đã tỏ ra không bằng lòng lắm qua những điều mắt thấy tai nghe. Để tránh sự quấy dày của cảnh sát, theo lệnh của tranh án Valentine, Đát Sút phải lên sống ở New Jersey. Ở đây các quyền lợi của hắn do Gilman điều khiển. Sau khi nói chuyện với Gilman, đã sốt thấy rằng mình đang đứng trước một nguy cơ và điều đó sẽ không thể có nếu không có bàn tay của Bo Viber. Sốt bắt đầu răng bẫy. Về sau Luciano được biết rằng Sốt đã biến ngôi nhà của Gilman thành nơi phục kích đồng thời hắn muốn cho người dò la các hoạt động của Viber, nhưng đó chỉ là công toi vì mặc dù to béo, Viber tỏ ra rất giỏi lẩn tránh. Một buổi sáng tháng 9, Viber đi xe đến nhà Gilman có người gọi điện thoại báo cho Sốt và một giờ sau, khi vai bước ra khỏi nhà Gilman, thì đát Sốt đã chờ sẵn. Từ đó không còn ai gặp lại Inbot nữa, một trong những người có mặt trong cuộc phục kích đã kể lại vụ ám sát vai bước. Anh ta nói rằng đát Sốt đã bóp cổ bo cho đến chết. Anh ta còn bảo cho tôi là sốt rất thù tôi nhưng hắn không để lộ điều này ra. Những lời tiết lộ này có nghĩa rằng đát sốt có thể công khai tuyên chiến với tất cả chúng tôi. Có điều may mắn là Đạt không có thời giờ để thực hiện điều đó vì Tom Dewey vừa được cử làm công tố viên đặc biệt ở thành phố New York và ông ta quyết tâm loại trừ cho được Đạt sốt. Mặc dù LaGuardia nắm quyền ở City Hall, tình hình ở tòa án New York vẫn không cải thiện được. Trong cuộc bầu cử, William Copeland Dodd, người của Tammany Sweet nữa thì thất bại. Hắn là người của ta. Hai đã nói đúng về sự ngu ngốc của Dodd trước áp lực ngày càng tăng của công chúng chống lại tệ trộm cướp hối lộ, Dodd đã lập ban hội thẩm đặc biệt nhưng ông ta lờ không khai thác những tài liệu và bằng chứng đã tích lũy được. Theo yêu cầu của tranh án thành phố, Thống đốc Herbert Lehman quyết định cử một công tố viên thực sự muốn bầu không khí thành phố trở nên trong sạch. Ông ta đã thăm dò nhiều luật sư của Đảng Cộng Hòa nhưng mọi người đã từ chối không nhận trách nhiệm đó. Cuối cùng ông ta đã tìm ra một người chịu cộng tác đó là Thomas Dewey. Đầu năm 1935, Dewey nhận chức với mục tiêu đầu tiên là đắt Sốt. Có nhiều tin đồn được tung ra là Sốt sẽ bị xử về tội không chế các khách sạn, tiệm ăn và kế hoạch của Dewey còn đi xa hơn nữa, kể cả tội giết người và điều đó sẽ đưa Sốt lên ghế điện. Luciano và bạn bè được biết rằng Dewey đã thu thập được những bằng chứng về việc Sốt đã giết Zula Mozilewski cũng có tên là Zula Martin vào một đêm tháng 3 năm 1935 ở khu Albany. Vài năm sau, Dixie Davis bị đưa ra tòa và kết án tù. Hắn đã kể lại rằng trong cái đêm tháng 3 đó, Sốt đã cầm súng vào tận khách sạn bắn chết Mozilevsky. Còn Dixie thì đứng gác ở ngoài, nếu như Dewey trị được Sốt thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Nhưng Luciano không thật tin là Dewey đạt được mục tiêu của mình. Không ai tin là ông ta sẽ thành công, cứ nhìn đạt Sốt đối phó thế nào với tòa án liên bang thì đã rõ. Bản luận tội được chuẩn bị trong văn phòng Dewey chưa chắc đã được tòa chấp nhận. Điều làm cho Luciano và đồng đảng lo lắng hơn cả là những thủ đoạn mà Sốt sẽ sử dụng để chống án. Nếu như Sốt thấy rằng hắn có khả năng vào ngồi tù thời hạn dài, ai có thể bảo đảm hắn không kéo một vài đồng ngũ vào ngồi tù với hắn? Nhất là trong ngành bắt các khách sạn nạp tiền bảo vệ thì Sốt biết rất rõ mọi chi tiết, trong khi Luciano và mọi người khác cũng làm như vậy ai có thể bảo đảm hắn không rời trò buôn bán với tòa đổi lấy tự do cho bản thân hắn bằng cách khai tung tóe điều bí mật về luciano và những người khác và dù cho sốt có khôn khéo luồn lách mà thoát nạn không tiết lộ bí mật nào chắc chắn hắn sẽ đòi lại quyền kiểm soát toàn bộ cơ nghiệp cũ của hắn điều đó có nghĩa là cuộc bắn giết lẫn nhau sẽ bắt đầu chúng tôi ai nấy đều rất lo lắng dầu ở donis frank meyer Toreo, cả đám chúng tôi luôn luôn gặp nhau để bàn việc bảo vệ cơ đồ của mình, đồng thời đối phó với trường hợp sốt. Cuối cùng mọi việc được giải quyết. Albert Anastasia đến gặp tôi và tiết lộ rằng Đát Sốt yêu cầu anh ta đột nhập vào nhà Dewey ở Đại Lọ Sô Năng. Đây là một bí mật nhưng Albert không bao giờ làm một việc gì mà không báo cho tôi. Albert nói với tôi rằng Đát Sốt muốn điều tra khả năng hạ thủ Dewey và hắn sẽ trả cho Albert bất kỳ giá nào. Đối với Luciano đây là chi tiết cuối cùng anh cần biết. Ý định của Đát đã vi phạm một trong những nguyên tắc của hội, không được giết bất kỳ ai ngoài những người trong hội. Nếu họ gây khó khăn rắc rối thì bản án phải được nhất trí bỏ phiếu thông qua trong hội đồng tối cao. Chỉ cần một người không đồng ý là bản án không có giá trị. Những người ngoài tuyệt đối không được động chạm tới, chúng tôi đã đặt luật lệ đó và không ai được phép vi phạm. Nếu như chúng tôi để cho Dewey bị giết thì chúng tôi sẽ lâm vào tình thế hết sức khó khăn không lối thoát. Như vậy, Đát Sốt đã tự tuyên án tử hình, nhưng Luciano không muốn quyết định một mình. Tôi triệu tập một cuộc họp của tất cả các thủ lĩnh ở các nơi khác đến. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề hết sức tế nhị này suốt 6 tiếng đồng hồ. Đây là một hội nghị tuyệt mật và mọi người thề không để lộ một chi tiết nào cho Sốt biết. Tôi biết rằng suốt có rất nhiều bạn bè và đây là lần đầu tiên sau khi Maranzano bị hạ thủ chúng tôi phải đi đến quyết định hoàn toàn nhất trí như thế này. Mọi người đều có quyền phát biểu, nhưng chỉ có những người gốc Sicily mới có quyền bỏ phiếu. Lansky đã làm rõ vấn đề này, theo đúng ý kiến của tôi đã nêu ra 3 năm trước đây ở Chicago. Bản thân tôi cũng chỉ được bỏ một phiếu như mọi người. Giữa cuộc họp, Lansky kéo tôi ra một nơi và nói, "Này, Charlie, với tư cách là người do thái của anh tôi thấy có một điều cần nhắc anh hiện nay sốt là cái vỏ của anh nếu sốt bị thủ tiêu thì anh sẽ trở thành người trần truồng không có quần áo tôi tin rằng với những tính toán của lagardier và đồng bọn liên quan đến anh chắc hắn mục tiêu tiếp theo sẽ là anh đây nghe anh ta nói tôi thật sự thấy sợ vấn đề khó khăn duy nhất là ở chỗ cơ sự đã đi qua xa Chúng tôi buộc phải thủ tiêu đát sút và tôi phải suy nghĩ đến sự an toàn của mọi người chứ không phải cho riêng bản thân tôi. Chúng tôi chỉ bỏ phiếu một lần và không có phiếu nào phản đối. Nhiệm vụ giết đát sút được giao cho Charlie Workman, một tay súng và nhiều năm từng lái xe và vệ sĩ tin cậy nhất của Luciano. Đêm 23 tháng 10 năm 1935, sút đến một hiệu ăn hắn ưa thích ở Tavern khu New York. Cùng đi có hai vệ sĩ AB Landau và Bernard rosenran Ngoài ra còn có Berman, người được sốt giao kiểm soát ngành sổ số. Gần nửa đêm, sốt rời phòng ăn của mình và bước vào phòng vệ sinh. Một lát sau, cửa hiệu ăn bỗng mở tung và Workman xuất hiện cùng tay súng thứ hai mà mãi sau này không ai biết tên là gì. Cả hai người vừa bước vào vừa nổ súng. Landau, Bernard và Berman chết ngay ở loạt đạn đầu. Workman đứng giữa phòng đưa mắt tìm sốt hắn chợt nhìn thấy phòng vệ sinh, liền bước tới và đạp tung cửa. Sút đang đi tiểu, Workman bình tĩnh và thong thả nổ súng vào đắt sút, nhanh chóng bước ra cửa hiệu và biến mất. Đây là vụ tàn sát đẫm máu nhất kể từ vụ tàn sát xảy ra ngày Thánh Valentine ở Chicago năm 1929. Sút bị thương rất nặng, hắn cố bỏ ra phòng ăn chính trước khi ngất đi. Hắn nằm viện một ngày nhưng không hề nói ai đã giết hắn và cũng không hề tiết lộ một bí mật nào về hắn. Trước khi chết, hắn chỉ xin được làm lễ sửa tội theo tục lệ của tòa thánh La Mã. Hơn 6 tháng sau, Charlie Workman bị bắt và bị xử án về tội giết sốt. Lúc đầu hắn bị kết án tử hình, nhưng sau được chuyển thành án tù trung thân. Năm 1946, nhờ sự chạy trọt của Tommy Lucis hắn được thả tự do, và trở thành một người bán hàng ở khu hàng vải tại New York. Cũng có lúc tôi nghĩ rằng việc tôi thông qua bản án tử hình đối với Đát Sút là một trong những sai lầm lớn nhất của đời tôi. Lúc bấy giờ tôi không có cách nào khác, nhưng xét tình hình diễn biến sau đó thì thấy ngay tác hại. Sau khi Đát Sút bị giết tôi trở thành một thằng bé trần chuồng đúng như lời tiên đoán của Lansky. Tất cả những người trước đây truy lùng Đát Sút bây giờ đều hướng mục tiêu vào tôi. Hồi 18, ngay cả sau khi bãi bỏ lệnh cấm rượu, tôi là người điều khiển một trong những kinh doanh lớn nhất thế giới hoạt động của chúng tôi bao gồm hàng trăm ngành kể cả hợp pháp và bất hợp pháp nếu như cộng tất cả lại thì doanh số của chúng tôi trong cả nước lên hàng mấy tỷ đô la tôi giống như tổng giám đốc của cái công ty khổng lồ đó không phải như ông chủ của mọi ông chủ mà như là một người mà mọi người khác tìm đến để xin ý kiến như là một người tham gia vào các quyết định quan trọng Tuy nhiên tôi không thể nào biết được tất cả những việc gì đang xảy ra ở khắp mọi nơi. Hãy xem công ty General Motors. Tay giám đốc của công ty này làm thế nào mà biết được những người bán xe làm gì và nói gì? Hắn làm thế nào mà biết được cái gì diễn ra ngoài văn phòng của hắn? Có bao nhiêu người đang đi khắp nơi? Họ nói rằng họ đại diện cho công ty này. Thế nhưng giám đốc của công ty này hồi đó là Alfred Sloan, chẳng biết quái gì về việc này cả. Khi công việc không chạy tốt thì hắn chẳng bị chê trách gì cả. Còn tôi, dù có biết hay không về chuyện xảy ra, mọi người đều dồn trách nhiệm cho tôi về bất cứ việc gì. Hồi đó, dưới quyền các phó tướng cũng có những tay hoạt động ăn mạnh. Ngoài việc buôn thuốc phiện lậu, việc kinh doanh gái điếm là một trong những ngành gây cho tôi nhiều rắc rối. Nhưng tôi cũng giống như tên giám đốc của General Moto, tôi không thể nào kiểm soát được tất cả các hoạt động riêng rẽ như vậy có những người như Davy, Bettio, Pinocchio và Liguri đã nhiều năm làm ăn chung với chúng tôi, thế mà bây giờ cũng đứng ra tổ chức những ổ điếm. Họ nói với mọi người là Charlie muốn họ làm điều này điều khác, hoặc việc này đã được Charlie đồng ý. Cho đến khi tôi biết việc này, thì họ đã lập hệ thống nhà thổ ở New York. Và tôi nhiễm nhiên được coi là ông chủ của hệ thống đó. Nếu tôi là chủ của công ty Moto, tôi sẽ đuổi thẳng cánh những nhân viên làm sai khi tôi biết được. Nhưng làm thế nào tôi có thể đuổi được Bettyo, Pinocchio và cả cái bọn làm sai như nó? Vì đối với tôi, họ là những con người rất quý. Họ đã đi cùng với tôi bao năm nay và luôn luôn tỏ ra rất mực trung thành. Khi nghề buôn lậu rượu mạnh bị sa sút, họ tìm con đường khác để làm ra tiền. Nếu tôi hành động thật nghiêm chỉnh thì chẳng khác gì bảo với họ rằng các anh phải chịu chết đói. Hay là thủ tiêu họ đi tôi đã nói với họ rằng họ nên thôi các nghề bẩn thỉu ấy đi nếu họ vẫn muốn mở các nhà chứa thì đó là việc riêng của họ tôi không dính vào nhưng tôi ra lệnh cho họ không được nói với mọi người là tôi ủng hộ họ có lẽ thái độ của tôi chưa đủ kiên quyết và tôi không nghĩ rằng họ sẽ không chấp hành nghiêm trình mệnh lệnh của tôi mãi về sau tôi mới biết được là họ vẫn tiếp tục hành động như cũ ngay trước mũi tôi những phản ứng đầu tiên từ phía tom dewey đưa đến nếu có ai chịu để thời gian suy nghĩ về vấn đề này, anh ta sẽ hiểu, ra rằng, đối với một thủ lĩnh người Sicily, nghề mở nhà chứa là nghề hèn hạ nhất trong những nghề hèn hạ. Nhưng đã không có người nào chịu suy nghĩ như vậy, Luciano đã từng bị bắt nhiều lần, nhưng từ năm 1926 trở đi, không hề có vụ bắt bớ quấy nhiễu nào của cảnh sát. Sau vụ rắc rối với các nhân viên liên bang về vụ ma túy, anh không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày nào bóng đêm của nhà tù có thể đe dọa tương lai anh. Có chăng anh chỉ sợ một điều, đó là những họng súng của những kẻ thù trong đồng đảng của mình. Công việc làm ăn của anh phát đạt và anh nghĩ rằng sẽ không có sự gián đoạn. Nếu như Lagardie và Valentin đã thành công trong chiến dịch máy đánh bạc của Costello thì Huey Long ở bang Louisiana rất muốn được nhận các máy này và chỉ có việc chở máy đến New Orleans cho hắn. Mùa hè 1935. Như thường lệ, Luciano lên phía Bắc thăm bạn bè, dự cuộc đua ngựa ở Saratoga hoặc cùng họ đến các sòng bạc đặt những đống tiền lớn mà không biết rằng anh sẽ được hưởng một phần trong đó. Nghĩ thật là buồn cười, chúng tôi ở Saratoga, các sòng bạc hoạt động tấp nập, người ta công khai được thu những món tiền rất lớn nhưng không hề một ai tìm cách chặn lại. Albany chỉ cách đấy 50, 60 dặm. Ban ngày thì thống đốc Albany tên là Lehman và cả bộ máy cảnh sát của ông ta làm ầm ĩ về tệ gá bạc, về những tội ác của thế giới ngầm và không ngớt lời trừng trị chúng tôi. Nhưng tối đến, các ngài đều có mặt ở Saratoga, say mê lao vào sòng bạc không kém các người khác. Tình hình này cũng chẳng thay đổi chút nào khi Dewey trở thành thống đốc và không ngừng khoe khoang về chuyện ông ta đã đập tan hệ thống gangster và tống của họ vào tù như thế nào trong khi đó ở Saratoga các sòng bạc vẫn hoạt động không ngừng. Không có một người nào nghĩ đến việc đóng cửa các sòng bạc này. Nhưng vị trí của Luciano, ông vua của thế giới ngầm không vững vàng như anh ta tưởng. Vào những tháng cuối năm 1935 như Lansky đã tiên đoán, sau cái chết của Datsut, Luciano trở thành mục tiêu số một. Nhưng bắn trúng mục tiêu này không phải là chuyện dễ dàng. Biết Luciano là ông chủ của cả hệ thống gangster là một chuyện khác. Như anh ta thường nói, Luciano đã xây dựng cơ đồ của mình theo kiểu một công ty liên hiệp và từ giữa những năm 30 đã có rất nhiều luật gia làm cố vấn cho anh ta. Giữa Luciano và những người cộng tác gần gũi của anh và những hành động tội ác cụ thể, luôn luôn có người trung gian. Vì vậy, trong những cuộc thẩm vấn của Dewey, không một người nào có thể nêu danh trực tiếp Luciano và nói, tôi đã nhận lệnh của Charlie Lucky, hoặc tôi đã giao tiền cho Lucky luciano là ông chủ công chúng biết điều đó luật pháp biết điều đó nhưng không có một bằng chứng nào có thể đứng vững trước tòa tất cả mọi cuộc điều tra đều đi vào chỗ bế tắc ấy bà eunice carter trợ lý tranh án một trong những người phụ nữ ít ỏi trong danh sách bộ máy luật pháp đã được giao nhiệm vụ lập bản án về tệ nạn gái điếm có tổ chức đây là một công việc khó khăn bởi vì tòa án đã xử nhiều vụ nhưng không có kết quả và kết quả điều tra ở Siberia đã cho thấy nhiều tòa án xử các vụ này đã bị thế giới ngầm lũng loạn. Bà Carter sau khi bị thất bại trong việc thực thi công lý đã thấy ra rằng, các lời khai của nhân chứng ở các tòa đều theo đúng một khuôn mẫu nhất định sẵn. Các cô gái điếm bị đưa ra tòa đều kể lại những câu chuyện giống nhau. Họ khai họ là những cô gái lao động vô tội, từ nông thôn đến, từ Philadelphia, Pittsburgh hoặc Baltimore, họ đã đến New York thăm bạn bè bà con thì bị bắt và đưa vào những ngôi nhà mà họ chẳng nhớ là ở đâu. Những câu chuyện này được kể đi kể lại nhiều lần và bà Carter càng tin chắc là có một bàn tay điều khiển toàn bộ những vụ này. Bà càng khẳng định điều đó khi bà điều tra ra rằng các luật sư bảo chữa cho các cô gái điếm đều do một hãng luật cử đến và các luật sư này trước khi ra tòa thường đã nói chuyện rất lâu với các cô gái. Một trong những luật sư này tên là Abraham Cap mà mọi người biết rõ có quan hệ chặt chẽ với thế giới ngầm bà cũng biết được rằng thế giới ngầm trả cho các luật sư số tiền rất hậu. Bà Carter ngày càng thấy rõ các nhà chứa này được tổ chức chặt chẽ thành một công đoàn điều khiển toàn bộ hệ thống trong thành phố New York. Tuy vậy, những ý kiến của bà không được sự ủng hộ của văn phòng tránh án, thậm chí ngòi ta còn chế giễu bà. Vì vậy bà đã tìm đến công tố viên đặc biệt Dewey và bộ tham mưu của ông ta. Dewey rất quan tâm đến ý kiến của bà và thế là bà Carter được chuyển sang làm việc cho Dewey cùng với hai thẩm phán trẻ Son Gale và Murray Gervain, nay đã trở thành tranh án liên bang ở New York. Bộ ba này bắt đầu đi sâu vào vấn đề và họ lại gặp những cái tên quen thuộc. rap đã một thời gian là người của Luciano, James Frederico, Meyer Bergman, Jesse Jacob, Benny Spiller, Abe Warman, Tommy Pinocchio, Peter Harris, David Miller. Anviner và đặc biệt là Davi Betio. Cuộc điều tra ngày càng đi sâu và Dewey không ngừng tăng cường thêm người. Frank Hogan, sau này trở thành tránh án Manhattan, Harry Cole, Chuck Rump, Stanley Full và Chuck Breitel với một nhiệm vụ ngày một cụ thể, tóm cổ Luciano và cả công đoàn tội ác. Nếu họ tìm được bằng chứng rằng Luciano cho phép công đoàn này hoạt động và nhận phần lợi tức của công đoàn này, thì họ coi như đã tóm được cổ anh ta. Mặc dù anh ta không có quan hệ trực tiếp với bất cứ một nhà chứa hay một cô gái điếm nào, nhưng nếu họ tìm ra được một mối quan hệ nào đó của Luciano với một người trực tiếp điều hành công đoàn thì bản án của Dewey càng rõ hơn. Họ cho rằng chìa khóa của vụ này là Betrio, ai cũng biết Betrio là một thành viên của tổ chức Luciano. Các nhân viên điều tra của Dewey tự đặt câu hỏi như vậy. Betrio có dám hành động mà không được sự đồng ý của ông chủ không? Chắc chắn là không, vào khoảng cuối tháng riêng 1936, những bằng chứng khá đầy đủ đã được tập hợp cho phép khẳng định sự tồn tại của cả một hệ thống tội ác, đồng thời cho phép xác định một số người cầm đầu hệ thống này, tất nhiên là chưa có tên Luciano. Bộ tham mưu của Dewey, phối hợp với đơn vị hình sự dưới sự chỉ huy của đại úy thám tử Bernard Dow và mạng lưới cảnh sát trong toàn thành phố New York, đã tiến hành một cuộc vây giáp lớn vào sáng ngày mùng 1 tháng 2 bắt hơn 100 gái điếm và các mụ chủ chứa. Trong cuộc vây giáp, họ cũng bắt luôn cả Ligori, Pinocchio và Bettio. Tạm thời họ chưa có một hành động nào nhằm vào mục tiêu chính Luciano. Suốt mấy tuần sau đó, trong khi cảnh sát tiếp tục lùng dục ở các khách sạn và một số nhà riêng, bộ tham mưu của Dewey tích cực thẩm vấn về các nhà chứa và những người đỡ đầu. Kết quả của cuộc thẩm vấn này đã đưa điều Huy và bộ tham mưu của ông ta đến kết luận là họ mới chỉ bắt được những nhân vật không quan trọng. Tên Luciano được thường xuyên nhắc đến, những người bị thẩm vấn nhanh chóng hiểu rằng nếu họ có thể cung cấp được một vài tài liệu nào đấy về Charlie Lucky thì số phận của họ sẽ được sáng sủa hơn nhiều. Không những họ không bị truy tố mà còn có thể được che chở nếu họ nhận làm nhân chứng trước tòa và đến khi Luciano vào tù cuộc sống của họ dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời người ta bắn tin đi khắp các nhà tù trong bang New York để khuyến khích những người sẽ làm nhân chứng. Các tù nhân có thể chọn giữa hai con đường im lặng và tiếp tục ngồi tù hoặc đứng ra làm nhân chứng và được tự do. Luciano cũng biết rõ Dewey và bộ tham mưu của ông ta đang tìm cách truy tố anh, nhưng vào những tháng đầu năm 1936, anh vẫn tin rằng không có gì đáng sợ cả và Dewey sẽ không thể làm gì được anh. Luciano vẫn tiếp tục đi lại chơi bời với các bạn bè quen biết, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Một buổi sáng vào cuối tháng 3, khi mà số tiền thuê phòng của anh ta ở khách sạn Wandot đã lên tới 200 đô la một tháng và đó là số tiền lớn, Luciano đang một mình ở trong phòng thì một người bạn trong ban quản lý khách sạn Hoàng Hốt gọi điện thoại báo cho anh biết là có một số người có vẻ là cảnh sát đang lên cầu thang để gặp ông Ross. Anh ta còn nói thêm là anh ta ngờ có chuyện lôi thôi. Hồi đó, tôi cũng đã nghĩ đến việc đi nghỉ mát. Tôi không biết họ theo dõi tôi về vấn đề gì nhưng tôi cũng không muốn ngồi chờ chuyện lôi thôi xảy ra. Tôi vừa mới quyết định là đi khỏi New York một thời gian chờ cho tình hình lắng dịu đi. Tôi không kịp có thì giờ để thu ven áo quần nữa. Tôi cũng chẳng mang gì theo kể cả bàn chải đánh răng. Tôi rời phòng với bộ áo quần đang mặc, xuống nhà với thang máy riêng, ngồi vào xe và phóng đi. Luciano lái xe về Philadelphia. Ở đây anh đã gặp Nick Rosen tại một gara ô tô và đã đánh đổi chiếc xe của anh lấy một chiếc xe Cadillac mang biển số của Tennessee. Anh chỉ ở tại Philadelphia một thời gian để sắm quần áo mới, đồng thời mượn tạm của Rosen 25.000 đô la, cùng với 4.000 đô la có sẵn trong túi. Anh đã để lại ở khách sạn Waldorf 5.000 đô la trong tủ két. Sau khi đã có đủ quần áo và tiền bạc, anh lại phóng xe đi tìm nơi ẩn náu an toàn. Dọc đường anh đã gọi điện thoại cho bạn bè ở New York và được biết rằng cảnh sát đang tìm anh nhưng không ai biết anh ở đâu. Tin này làm cho Luciano quyết định thay đổi hành trình. Anh lái xe đến Cleveland, bỏ xe ở đấy và đáp xe lửa đi Arkansas. Anh ở đây mấy ngày và thưởng thức nước suối Little Rock. Anh trú tại nhà Oni Madden, chủ một sòng bạc, và cảm thấy an toàn. Ở New York, Luciano đã trở thành một nhân vật bị truy nã. Đầu tháng 4. Dewey công bố lệnh coi Luciano là kẻ thù công cộng số một ở New York. Đồng thời một tòa án đã được lập ra để nghe những nhân chứng và bằng chứng mà Dewey đã tập hợp được về nạn gái điếm. Tòa án này đã công bố kết luận của tòa án, một loạt nhân vật của thế giới ngầm nằm trong danh sách bị truy tố, Peter Billitzer, còn có tên là Peter Harris, David Marcus, còn có tên là David Miller, Al Viner và Jack Ellenstein về tội dụ dỗ phụ nữ đưa vào nhà chứa. Jimmy Frederico về tội đứng đầu tổ chức này, Jesse Jacob và Meyer Bergman về tội đứng ra nhận tiền bảo lãnh cho các gái điếm, Rob Ligori, Benny Spiller, A.B. Warman, Thomas Pinocchio về tội làm thủ quỹ cho tổ chức chưa gái, cuối cùng là David Bettio về tội đứng đầu tổ chức này. Nhưng tin quan trọng nhất là tên Luciano cũng nằm trong danh sách, tòa án đã truy tố anh vì tội đã phối hợp và hành động những tội ác trên. Anh bị truy tố về 90 trường hợp cưỡng ép gái lương thiện làm nghề mại dâm, sau này rút xuống chỉ còn 62. Lực lượng cảnh sát trong cả nước được huy động truy lùng Luciano. Hai ngày hôm sau, anh ngẫu nhiên bị phát hiện trong khi đang dạo chơi ở Hot Spring cùng với Herbert Aker, cảnh sát trường của thị trấn và là bạn của anh. Một thám tử từ Brown đến Hot Spring là John Brennan để điều tra vụ giết người hoàn toàn không liên quan gì đến Luciano. Brennan nghĩ rằng có thể Charlie chưa biết tin này và anh bèn chặn Luciano lại để báo cho biết chuyện gì đang xảy ra ở New York và đề nghị Luciano theo anh ta trở về thành phố. John Brennan là một người tốt, nhưng trong đời tôi chưa nghe sự gợi ý điên rồ như vậy. Tôi đang sống thoải mái ở Hot Spring có gây Oclova bên cạnh và thời tiết thì tuyệt đẹp. Tôi không muốn đáp xe lửa trở về New York để rồi rơi vào bẫy. Mỗi ngày người ta gọi điện thoại cho tôi hàng chục lần từ New York đến nhưng không ai có thể nói rõ kế hoạch của Dewey nhằm cái gì. Chúng tôi biết là ông ta đã bắt một loạt chủ chứa và gái điếm nhưng không ai có thể đoán được điều đó có liên quan gì tới tôi không. Tôi đề nghị với Brennan là anh ta làm ngơ việc gặp tôi. Anh ta không đồng ý bởi vì nếu sau này người ta điều tra ra anh ta đã gặp tôi mà không bắt thì anh sẽ bị lôi thôi to. Anh ta nói, anh ta bắt buộc phải báo cáo là tôi đang ở Hot Springs các nhà chức trách của New York lập tức đòi chính quyền Hot Spring phải trục xuất Luciano và dẫn về New York để ra trước tòa về vụ án gái điếm. Lời yêu cầu của New York là một chuyện, nhưng lời yêu cầu ấy có được thực hiện hay không ở nơi đất thánh của thế giới ngầm là chuyện khác. Oni Madden lập tức đến khách sạn và bảo với tôi rằng, cảnh sát Hot Spring được lệnh phải bắt tôi và trong vài giờ nữa họ đến khách sạn để thực hiện việc đó. Tuy nhiên Oni báo với tôi, đừng lo lắng gì cả tôi có thể bị dẫn đến sở cảnh sát nhưng ngay chiều hôm đó sẽ được thả ra. Còn việc trục xuất khỏi Arkansas là công việc của tòa án địa phương và tôi sẽ được kiện. Điều đó có nghĩa là dựa vào mối quan hệ của chúng tôi ở bang này, tôi nghĩ rằng sẽ không có điều gì đáng lo cả. Lucino bị bắt và dẫn đến gặp tránh án địa phương Sam Gareth, nhưng ngay sau đó anh ta được tha sau khi nạp 5.000 đô la quỹ bảo lĩnh. Số tiền này do hai sòng bạc lớn nhất của Madden nộp lại. Luciano đàng hoàng trở về khách sạn và tin chắc rằng phải có hành động tầm cỡ lớn hơn mới có thể kéo anh ta ra khỏi khách sạn này. Dewey bắt đầu hành động kiên quyết hơn. Ông ta gửi liên tiếp những bức điện lời lẽ đầy phẫn nộ cho thống đốc Arkansas, G. Marion Furchell, cũng như tránh án tối cao của bang này. Các Bailey đòi hỏi họ phải hợp tác trong việc trừng trị một tay tội phạm nguy hiểm như Luciano. Ông ta cũng đã họp báo ở New York và tuyên bố một cách lạnh lùng tôi không thể nào hiểu được một tranh án lại có thể thả tự do cho một tên tội phạm như vậy với số tiền bảo lãnh. Luciano là tên gangster không những của New York mà còn trong cả nước. Vụ án này sẽ liên quan đến nhiều lĩnh vực tội ác khác và đến toàn bộ hệ thống tội ác của thế giới ngầm. Những cố gắng của Dewey đã có kết quả. Thống đốc Vercel ngày càng lúng túng trước dư luận cho rằng ông là bạn và là người che chở cho gangster đã buộc phải ra lệnh bắt giam Luciano và mở phiên tòa xét việc trục xuất anh ta khỏi Hot Spring. Thế là cảnh sát ập đến phòng của Luciano và một lần nữa họ dẫn anh ta về sở, nhưng lần này họ mời anh ta vào nhà lao. Viên cảnh sát trưởng nói với tôi rằng, anh ta không thể làm gì khác để giúp tôi được, bởi vì anh ta đã nhận lệnh của thống đốc tống giam anh một thời gian. Trong thời gian tôi ở trong nhà lao, anh ta sẵn sàng giúp đỡ tôi bất kỳ cái gì tôi muốn kể cả việc sử dụng văn phòng của anh ta để gọi điện thoại cho bạn bè. Tôi đã tận dụng lòng tốt này và gây Clova vẫn thường xuyên vào ngủ với tôi trong nhà lao. Trong nhà tù ở Hot Spring, Luciano vạch kế hoạch chống lại án trục xuất. Anh thường xuyên gặp Madden và nhiều thủ lĩnh khác. Moses Polakov, một trong những luật sư tài giỏi nhất của New York, cũng vội vã đến gặp anh. Hai người đã vạch kế hoạch chống lại Dewey. Họ cũng gặp gỡ các nhà báo đã từng tìm ra các nhân chứng. Luciano đã tuyên bố với các nhà báo, đằng sau hành động này là âm mưu chính trị xấu xa nhất. Tôi có thể là một con người vô luân lý và xấu xa nhưng tôi chưa hề khuyên khích nạn mại dâm. Tôi chưa hề dính líu một chút gì đến việc xấu xa này. Nhưng báo chí và đài phát thành đã lờ tịt không đưa những lời tuyên bố của tôi. Trong khi đó thì vẫn đưa những lời tố cáo của Dewey về sự dính dáng của tôi với hệ thống kinh doanh gái mại dâm tôi rất bực mình về điều này không phải vì muốn được nổi tiếng mà vì những cái chuyện về phía Dewey được đăng lên báo chí tôi không muốn ở vào tình thế là để cho Dewey kết án tôi trước khi ông ta bắt được tôi về New York trong khi Dewey và Luciano tiếp tục ra hết tuyên bố này đến tuyên bố khác thì kế hoạch của Luciano nhằm chống án trục xuất ngày càng tỏ ra không dễ thành công như anh đã tưởng trong bao nhiêu năm qua Luciano và đồng đảng đã tốn không biết bao tiền để tạo nên cho mình một sự che chở ở Hot Spring đồng thời cũng nhờ số tiền đó mà thành phố này đã phồn vinh hẳn lên. Nhờ đó, các nhà chức trách ở Hot Spring tỏ ra không sốt sắng triệu tập phiên tòa để trục xuất Luciano và dư luận chung ở thành phố này thiên về phía bác bỏ yêu cầu của New York. Biết được tình hình này, điều tăng cường áp lực. Cuối cùng, Tranh án tối cao Bailey ra lệnh truyền Luciano đến Little Rock để mở phiên tòa quyết định việc trục xuất của anh. Tuy nhiên, Hot Springs không chịu ngoan ngoãn trao vị khách quý của mình và Luciano cũng chưa muốn đi. Cảnh sát trưởng thành phố từ chối không tuyên án lệnh Bailey. Bailey lập tức quyết định gửi một đơn vị gồm 20 lính mũ nổi xanh từ Arkansas đến Hot Springs để trực tiếp canh gác Luciano và đưa anh ta về Little Rock. Nhưng viên cảnh sát trưởng vẫn tiếp tục chống lại đơn vị mũ nồi xanh hạ tối hậu thư trong một tiếng đồng hồ phải giao luciano cho họ nếu không họ sẽ tấn công nhà tù để bắt kỳ được anh ta viên cảnh sát trưởng đành phải đầu hàng ở little rock luciano bị giam trong một nhà lao xung quanh có lính mũ nồi xanh mang tiểu liên canh gác không khí càng trở nên căng thẳng khi thông đốc phơ treo chuẩn bị mở phiên tòa họ đã làm quyết liệt như vậy chỉ để bắt và đưa tôi về new york thì rõ ràng là nếu như họ thành công thì đời tôi đi đứt Luciano vẫn tiếp tục tìm cách chống đỡ. Một trong những người phụ tá của Madden đến gặp chánh án Bailey và hứa sẽ biếu ông ta 50.000 đô la nếu Luciano không bị trục xuất. Ý đồ hối lộ Bailey là một sai lầm. Trước phiên tòa ông ta đã tố giác việc này và tuyên bố, đây là một vấn đề danh dự của Arkansas, không phải là vùng đất thánh của chúng. Khi tôi nghe những lời này phát ra từ miệng Bailey, tôi không tin vào tai tôi. Thực ra Bailey đã luôn luôn hợp tác với chúng tôi và từ trước đến nay, chúng tôi chưa hề gặp khó khăn gì với ông ta. Mọi người trong chúng tôi ai cũng nghĩ rằng không có ai ngoài ông ta có thể chống lại áp lực của New York. Ít ra ông ta cũng phải kể một số ơn huệ của chúng tôi đối với bang ông ta chứ. Lời tuyên bố của Bailey đã bóp chết mọi hy vọng của chúng tôi. Thế là theo lệnh của Furchell, Luciano bị xích tay và hai mật thám của New York dẫn về thành phố này. Ở đây anh được biết những chi tiết về bản án trong đó anh ta bị xử vì 90 tội với một án tù, tổng cộng 1950 năm. Anh ta được biết số tiền bảo lĩnh lên tới 350.000 đô la, một số tiền chưa từng thấy. Trước khi vào nhà Lao, Luciano gặp riêng Polakov, thật là một việc điên rồ, anh phải tìm mọi cách đưa tôi ra khỏi đây. Chúng ta còn bao việc phải làm với thằng chó đẻ điêu này. Hắn đã biến tôi thành trùng gái điếm nhưng cứ nhìn vào mặt Polakov, tôi hiểu ngay là anh ta không đồng ý với tôi như tôi hiểu. Anh ta đã cố gắng hết sức vì tôi như đã từng giúp tôi ở Hot Spring. Khi anh từ New York vội vã đến báo tin cho tôi về mối nguy cơ đe dọa, anh ta đã khuyên tôi nhiều điều hay. Tôi nói với anh, tất cả những tin đồn đó chỉ là do tưởng tượng của các luật sư mà thôi. Từ Hot Spring tôi cũng đã có thể đánh hơi được là Dewey muốn gì tôi. Polakov nói với tôi rằng, anh quen rất nhiều mối ở khắp nơi trong thành phố trong đó có một người từng làm tranh án liên bang và họ nói với anh ta rằng bản án của Dewey có cơ sở rất vững chắc để truy tố tôi. Tôi nổi nóng, như vậy là họ đã dựa vào toàn chuyện bịa đặt và láo tuét. Anh nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua cuộc sao? Anh cho rằng Dewey có thể đánh bại tôi chỉ vì một con gái điếm rẻ tiền nào đấy đã nói rằng tôi là chủ của nó hay sao? Nếu anh nghĩ rằng đó là những cơ sở vững chắc của Dewey thì có lẽ anh nên thuê những luật sư mới để giúp anh. Luciano đã nạp quỹ bảo lãnh và anh được trở về khách sạn Wandoff để vạch kế hoạch tự bào chữa. Anh đã triệu tập bạn bè, Lansky, Sicho, Costello, Adonis, Lucis, Anastasia, Torrio và một số người khác. Kolarov cũng được mời tới dự. Họ đã gặp nhau vào một buổi chiều ở khách sạn và ăn mừng việc Luciano trở về mọi người đều chê giễu tôi về những nhà chứa mà người ta đã gán cho tôi albert đấm lưng tôi và nói charlie ạ à, anh thật là dùi. tất cả bọn chúng đang đổ dồn vào anh mọi người phá lên cười và benny nói kể ra chuyện này có thể xây dựng thành một bộ phim hay mọi người lại cười đúng lúc đó polakov đến và chỉ nhìn vào mặt anh ta cũng đủ làm cho niềm vui mọi người biến mất mọi người đều im lặng chờ đợi polakov polakov nói với mọi người Chẳng có chuyện gì đáng cười cả. Không thể coi thường bản án rất dày và chi tiết của Dewey. Cũng không nên nghĩ rằng ý đồ của Dewey chỉ dừng lại việc xử án ở New York. Mọi người đã thôi không cười đùa nữa và bắt đầu bàn bạc một cách bình tĩnh và nghiêm túc để tìm mọi cách tự bảo vệ trước tòa. Polakoff đã trình bày lập luận của mình suốt hơn một tiếng đồng hồ. Anh ta nói một cách thong thả và rõ ràng. Khi anh ta nói xong, mọi người quay lấy anh. Luciano nói với Polakov, được, chúng ta sẽ chống lại vụ án này, anh được toàn quyền làm bất cứ việc gì anh cho là đúng. Anh cần gì cũng có, tốn kém trong vụ này sẽ không ít đâu Charlie ạ, à? anh không phải lo, anh cần bao nhiêu tiền vào bất cứ lúc nào cũng có ngay. Khi nói điều đó, Luciano vẫn chưa hình dung được anh sẽ phải trả giá bao nhiêu. Mãi về sau khi có thì giờ cộng lại các chi phí anh mới biết anh đã phải chi 700.000 đô la. Polakov rời khách sạn để bắt đầu chuẩn bị cho vụ án. Là một luật sư xuất sắc, Polakov không thích giam mình trong bốn bức tường để đặt kế hoạch nghiên cứu trên giấy tờ. Để chuẩn bị cho phiên tòa, anh đã gặp George Morton Levy, một trong những cố vấn luật pháp có uy tín nhất ở New York và trợ lý của Levy tên là Francis Adam, là người vài tháng trước đây đã thay thế Dewey ở chức vụ tranh án liên bang khu Nam bang New York. 20 năm sau Francis Adam đã trở thành tránh mật thám thành phố New York dưới quyền của thị trưởng Robert Wagner, và người ta không hề nhắc đến chuyện có một thời anh ta làm việc cho Luciano. Khi Polakov đi khỏi, Luciano và bạn bè ngồi im lặng hồi lâu và mọi người đều suy nghĩ về những lời nói của Polakov. Albert Anastasia là người đầu tiên lên tiếng pha vỡ sự im lặng nặng nề đó. Anh ta đề nghị phải có một hành động khẩn cấp, càng quyết hệt càng tốt kể từ ngày anh ta di cư hợp pháp vào nước Mỹ năm 1920, anh và em của anh là Anthony đã tập trung các hoạt động của mình ở bến cảng Brooklyn và quyền lực của anh đã được xây dựng lên bằng bạo lực. Giết người hầu như trở thành một lối sống của Anastasia. Anh ta đã bị tù 18 tháng trong nhà tù sinh sinh nổi tiếng khủng khiếp về tội giết người ơi vào đầu năm 1920. Anh được thả tự do sau khi bốn nhân chứng quan trọng nhất bỗng nhiên lần lượt mất tích. Cùng với Lép, anh đã trở thành người đứng đầu cánh bạo lực của Hội Liên Hiệp Những Người Sicily, sau này báo chí gọi là Công ty Giết Người. Các nhà chức trách đã nghi anh ta dính vào ít nhất 63 vụ giết người. Anastasia cũng đã giữ kỷ lục với 9 lần bị bắt trong đó 4 lần liên quan đến những vụ giết người, nhưng không lần nào anh bị kết án. Là này đề nghị của anh cũng giống như mọi đề nghị khác của anh ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai, tôi cho đắt sút nói đúng hơn cả chúng ta phải thủ tiêu điêu y không còn cách nào khác charlie ạ à? tôi sẽ tự thân làm việc này và mọi việc sẽ êm thấm được làm điều này là một vinh dự đối với tôi nhiều người có mặt trong cuộc họp cũng suy nghĩ như anastasia vì vậy ý kiến anh ta được ủng hộ song luciano chưa sẵn sàng để đi quá xa như vậy đó chưa phải là giải pháp đúng chúng ta đã quyết định vấn đề này cách đây đã lâu ở chicago các bạn đều nhớ cả chứ quyết định của chúng ta là không được hạ thủ bọn nhà báo, cảnh sát, cũng như nhân viên của tòa án. Chúng ta không muốn mọi người đều bị lôi thôi, khi chúng ta hạ thủ điêu uy. Ít nhất, đó chưa phải là hành động cần làm trong lúc này. Anastasia vùng vằng, nhưng cũng buộc phải đồng ý. Còn những người khác, vì cuộc họp đã kéo dài đến tận đêm khuya nên đã chuyển qua bàn kế hoạch hậu cần cho vụ án. Muốn phá vụ án này, cần phải có một ngân quỹ thật lớn cần phải nỗ lực cao nhất để khám phá một cách thật chính xác kế hoạch của Dewey và quyết định có những hành động hợp pháp và nếu cần, cả những hành động bất hợp pháp để làm thất bại kế hoạch này. Mặc dù Polakov đã cảnh cáo. Đa số trong cuộc họp vẫn tin rằng Dewey sẽ không bao giờ có thể thành công trong việc kết tội Luciano liên quan đến việc cưỡng ép gái mại dâm. Bất chấp những ý kiến của Polakov, tôi vẫn nghĩ rằng bản án của Dewey buộc tội tôi về việc này sẽ thất bại mọi người ở New York kể cả cảnh sát, nhân viên tòa án và các nhà chính trị chưa ăn tiền của chúng tôi đều biết rõ rằng tôi không hề có liên quan gì đến hệ thống mại dâm dù là gián tiếp. Lý do đã khiến tôi nói với Albert Anastasia là ít nhất trong lúc này chưa phải lúc hạ thù Dewey vì tôi có linh cảm rằng Dewey còn che giấu một điều gì đấy. Tôi vẫn chưa hiểu đó là điều gì. Có thể tôi đã ngu ngốc khi nghĩ rằng hắn không thể dùng vụ gái mại dâm để quật tôi. Tôi đã thừa nhận điều này trong hội nghị. Albert Anastasia vẫn lầu bào cho rằng tôi đã quyết định sai, và anh ta cảnh cáo rằng, sẽ có ngày tôi hối tiếc về quyết định này. Thực tế sau này đã chứng minh là tôi đã phạm một trong những sai lầm lớn nhất trong đời tôi. Lẽ ra, tôi phải để mặc cho Anastasia thu xếp chuyện Dewey theo cách của anh ta. Trước ngày mở phiên tòa, đã có một cuộc họp cuối cùng ở văn phòng Polakov. Adam báo cho Luciano biết rằng, Dewey có kế hoạch tổ chức một cuộc diễu hành gái điếm trước tòa nhằm tạo cơ sở tấn công luciano khi biết điều này tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm hơn vì tôi tin chắc rằng sẽ không có một tòa án nào chịu mất thì giờ ngồi nghe một lũ người như vậy tố tô cáo tôi là ông chủ của họ tôi tin chắc rằng khi adam và levi đối chất các nhân chứng họ sẽ dễ dàng làm thất bại cho hê này cả tòa sẽ phá lên cười và mọi việc sẽ ổn thỏa